Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 34. Thì ra, Dêm này nửa năm trước cùng với một thương đoàn buôn bán đến đảo Cửu Long, đàm phán hợp tác đầu tư và thương mại trên biển. Lúc đó đàm phán khá thuận lợi, đối phương cũng đã thực hiện đầu tư vốn. Dêm là người đại diện nên thường xuyên đến đảo Cửu Long, đã sắp xếp cho hắn ta một căn biệt thự gần biển trên đảo. Vì Dêm cải tạo biệt thự thành nhà thờ, và mỗi ngày đều ra cổng biệt thự bái lạy về hướng mặt trời mọc phía đông. Đảo Cửu Long khá khoan dung với truyền giáo, hơn nữa còn cho rằng người có tín ngưỡng càng đáng được. Tin tưởng, cho nên cũng có không ít người thường xuyên đến chỗ Dêm nghe hắn ta truyền kinh đọc giáo. Không lâu trước, trên đảo mất tích mấy người, đều là các cô gái trẻ, có dân trên đảo, cũng có người từ nơi khác đến. Lúc đó không ai nghi ngờ. Dêm, vì thanh niên trên đảo thường xuyên ra biển dạo chơi, chỉ nghĩ họ gặp sự cố ngoài biển. Cho đến không lâu trước, có ngư dân phát hiện một ấm phản gỗ lênh đênh trên biển, có một thi thể cô gái nằm trên phản gỗ. Đôi mắt của cô gái được che bằng vải đen, không mặc quần áo, phần bụng và lồng ngực bị rạch, lấy đi nội tạng. Ban đầu, mọi người cho rằng đây là do bọn buôn người và nội tạng đầu rắn trên biển vứt. Nhưng tại sao không trực tiếp ném xuống biển, mà đặt lên một tấm phản gỗ cho trôi nổi trên biển, khiến người ta thấy kỳ lạ. Hơn nữa thân thể của cô gái được xử lý rất sạch sẽ, trên tấm gỗ không hề có dấu máu, hoàn toàn khác với bọn tội phạm thông thường. Sau đó thông qua xác nhận, cô gái đó chính là một trong mấy cô gái mất tích trên đảo Cửu Long. Thông qua giám định pháp y, cô gái bị rạch bụng sống, hơn nữa trước khi chết còn xảy ra quan hệ với người khác. Chuyện này khiến toàn đảo chấn động, trên đảo bắt đầu toàn lực điều tra hung thủ. Các loại manh mới đều chỉ đến Dêm, và từ chứng cứ DNA lấy được trong cơ thể cô gái chứng minh Dêm chính là hung thủ. Chứng cứ xác thực, đương nhiên hắn ta cũng thừa nhận, kẻ độc ác như vậy, họ lại muốn dùng việc rút đầu tư và phong tỏa đường tàu trên biển để uy hiếp, bắt chúng ta thả người, làm gì có ly đó chứ, Phượng Toàn tức giận nói. Dêm này không hề phản kháng hay bỏ chạy sao? Lý Dục Thần cảm thấy kỳ lạ, anh đã từng gặp giáo đồ Thái Dương Thánh, họ vốn không biết võ công, cũng không biết thuật pháp, nhưng ma pháp phương Tây có được thần lực nhờ phương pháp thần ban, tương đương với thân phận của thần, vô cùng khó giải quyết. Sao lại không chứ? Ngày thứ hai sau khi thi thể của cô gái được phát hiện, Dêm đã ngồi tàu biển định bỏ trốn, chứ Phượng Toàn nói, cũng may lúc đó sắp mưa to gió lớn, hắn ta chỉ đành về bến tài. Đây gọi là lưới trời lồng lộng. Ngay cả ông trời cũng không tha cho hắn ta. Sau đó hắn ta lại muốn bỏ chạy, nhưng lúc đó hắn ta đã bị liệt vào đối tượng tình nghi, anh hai tôi đích thân ra biển, bắt hắn ta về, nhốt vào nhà giam. Tại sao không xử quyết ngay lúc đó? Lúc đó chứng cứ chưa đầy đủ, tuy đảo Cửu Long chúng tôi nhỏ bé, cũng không có luật pháp hoàn thiện, nhưng chúng tôi coi trọng lý lẽ. Kẻ đáng chết, tuyệt đối sẽ không tha, kẻ không đáng giết, tuyệt đối không xử oan. Đây là trách nhiệm đối với người bên ngoài, cũng là trách nhiệm với dân cư trên đảo. Lý Dục Thần gật đầu, cũng nghĩ là đúng. Thông qua lời của chữ Phượng Toàn và cách làm việc của ông ta, Lý Dục Thần rất có thiện cảm với đảo Cửu Long. Vốn nghĩ chỉ là vùng đất ngoài pháp luật, hoang đảo trên biển, có thể nói rõ thì nói, không nói lý được thì anh cũng chẳng thèm phí lời, dùng võ lực giải quyết là xong. Không ngờ đến đây mới thấy họ còn coi trọng lý lẽ hơn rất nhiều gia tộc trên đất liền. Nhị đảo chủ đang ở đâu? Lý Dục Thần hỏi. Chữ Phượng Toàn nói, trên biển chúng tôi có mấy chiếc tài xảy ra xung đột với người đông doanh, anh hai tôi qua đó xử lý. Xung đột như này còn cần đích thân nhị đảo chủ đi ư? Vì chuyện liên quan đến một tổ chức bí mật của đông doanh, trên thuyền của đối phương lại có cao thủ ninja, cho nên anh hai tôi đích thân đi. Lý Dục Thần cứ cảm thấy không đúng, sao lại là ninja đông doanh? Chị Mai bỗng nói, có khả năng người đông doanh và người phương Tây đến hôm nay là đồng bọn không? Mục đích là dụ dỗ nhị đảo chủ đi. Chứ Phượng Toàn ngẩn người, cô nói là, họ muốn cướp ngục ư. Không thể nào, tuy nhà tù trên đảo Cửu Long không phải tường đồng vách sắt, nhưng muốn cứu người ra cũng không dễ dàng như vậy. Hơn nữa bốn mặt ở đây đều là biển, cảng khẩu và bến tàu đều ở trong tay. Chúng tôi, họ chạy thế nào được? Chị Mai nói, chưa chắc là cướp ngục. Có lẽ họ nghĩ nhị đảo chủ không có mặt, thì sẽ dễ đàm phán hơn. Hoặc là, bà ta còn chưa nói xong, đã có người vội xông vào, nhìn thấy người lạ, liền nuốt xuống lời định nói ra, chỉ há hốc miệng.
Chữ Phượng Toàn hỏi, có chuyện gì hoảng hốt như vậy, nói đi. Nhị đảo chủ bị thương rồi. Cái gì, chữ Phượng Toàn kinh ngạc, bỗng đứng bật dậy, ở đâu, mau đưa tôi đi. Rồi chắp tay với Lý Dục Thần, xin lỗi hai vị, xin mời ngồi đợi một lát. Lý Dục Thần nói, tôi đi cùng ông. Chữ Phượng Toàn từng chứng kiến y thuật thần kỳ của Lý Dục Thần trên đại hội võ lâm, mừng rỡ nói, được. Mấy người vội vã rời đi ra khỏi tòa nhà. Dưới tầng đã chuẩn bị xe, chở họ đến bệnh viện khu khai thác. Trong phòng phẫu thuật, Lý Dục Thần nhìn thấy Kỷ Nhiễm Lai toàn thân đầy máu vừa được đẩy vào. Anh hai, là ai đã đánh thương anh thành thế này, chứ Phượng Toàn vừa kinh hãi vừa tức giận. Không phải con người, Kỷ Nhiễm Lai yếu ớt nói, là yêu quái biển. Kỷ Nhiễm Lai bị thương toàn thân, bên ngoài da không chỗ nào lành lặn, bác sĩ muốn cầm máu xử lý vết thương, cũng vô cùng khó khăn. Rắc rối hơn là, ông ta còn nội thương nghiêm trọng. Không những nội tạng hư vỡ chảy máu, xương cốt gãy lìa, mà còn có yêu khí chui vào cơ thể, tổn thương đến kinh mạch, chân khí tiêu hao. Hết, không có sức chống chọi. Kỷ Nhiễm Lai là võ đạo tông sư, trong lòng biết rõ thương tích của mình, người bình thường không thể cứu được. Vì vậy bất chấp bác sĩ phản đối, kéo chữ Phượng Toàn nói. Chú ba, tôi không qua được cửa ải lần này rồi, chú nghe tôi nói. Lập tức đóng tất cả bến cảng và bến tàu đảo Cửu Long, nhất định phải nghĩ cách diệt trừ yêu quái biển đó, nếu không đảo Cửu Long mãi mãi không có ngày yên bình. Anh hai, anh đừng nói nữa, chữa trị quan trọng hơn. Tôi bị thương quá nặng, không chữa được. Không đâu, nhất định cứu được, cùng lắm đi mời anh cả xuất quan. Không, không được, lần này anh cả bế quan vô cùng quan trọng, có thể đánh thắng Bando Sushi hay không, phải xem vào lần này, tuyệt đối đứng đi quấy rầy anh ấy. Chữ Phượng Toàn rơi nước mắt gật đầu, bỗng nhiên nghĩ đến Lý Dục Thần, liền lộ vẻ mừng rõ, anh hai, không cần đi mời anh cả nữa, cậu Lý đã đến đây, cậu ta nhất định có thể chữa khỏi cho anh. Cậu, Lý, trong ánh mắt xám xịt của Kỷ Nhiễm Lai hiện ra vẻ mơ hồ. Chính là Lý Dục Thần, đại tông sư một kiếm chém chết Itazura Kazuyoshi đó. Chữ Phượng Toàn từng thấy Lý Dục Thần trong lúc giơ tay đã nối liền cánh tay gãy của Liễu Kim Sinh và ngón tay gãy của Hà Trường Xuân, đúng là thủ đoạn thần tiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lúc này, đương nhiên ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội, vì tính mạng của anh hai, ông ta cũng không màng thể diện, khom lưng với Lý Dục Thần, nói. Cậu Lý, xin cậu cứu anh hai tôi, chỉ cần anh hai tôi vượt qua được cửa ải lần này, tôi nguyện làm trâu làm ngựa, tất cả nghe theo câu sai bảo. Nói xong liền định quỳ xuống. Lý Dục Thần liền đỡ ông ta, đảo chủ Ninh nặng lời rồi, đã đến đây thì đương nhiên tôi sẽ cố hết sức. Chữ Phượng Toàn vui mừng, dường như Lý Dục Thần chắc chắn có thể chữa được cho Kỷ Nhiễm Lai vậy. Lý Dục Thần đi đến bên cạnh Kỷ Nhiễm Lai, đưa tay bắt mạch cho Kỷ Nhiễm Lai. Với anh thì ngoại thương không khó, chút thương tích này, vẫn chưa nghiêm trọng bằng Lâm Vân lúc trước. Mà Lý Dục Thần hiện giờ, sau khi trải qua lôi kiếp, sớm đã không còn là Lý Dục Thần lúc trước. Có phải tiên thiên hay không, tuy chỉ là kém một bước, cảnh giới đâu chỉ cách ngàn dặm. Nhưng Kỷ Nhiễm Lai bị yêu khí nhập thể, tổn hại đến căn cơ, có chút khó. Lấy châm ra đây, Lý Dục Thần xòe tay ra với bác sĩ ở bên cạnh. Châm ngũ hành để lại ở Bách Hoa Cốc, anh không mang theo châm khác theo người, đương nhiên phải hỏi bác sĩ. Bác sĩ vốn tưởng anh là danh y gì, có cách cao minh gì. Thấy anh bắt mạch hồi lâu cũng không nói ra điều gì, bỗng lại đòi châm, hiển nhiên là muốn châm cứu. Nhưng rõ ràng là thương phần cứng, trong ngoài đều thương nặng, đâu phải châm cứu là có thể chữa được. Lại thêm thái độ của Lý Dục Thần khiến bác sĩ có chút không vui, liền nói, là bác sĩ, tôi có trách nhiệm nhắc nhở một câu, việc đầu tiên phải làm là cầm máu làm sạch vết thương và truyền máu trước, đây là kiến thức cơ bản. Bất kỳ bác sĩ có lương tâm nào cũng không nên làm ngược lại kiến thức cơ bản để đi thử một vài cách không đáng tin. Chữ Phượng Toàn nói, ông nói gì vậy, cậu Lý bảo ông lấy châm thì ông mau lấy châm đi. Bác sĩ nói, tôi chỉ nói theo kiến thức và lương tâm của tôi thôi. Chữ Phượng Toàn đang đỉnh nổi nóng, Lý Dục Thần quay người nhìn sang ông ta, cầm máu làm sạch vết thương là thế này sao? Nói xong liền đưa tay phải ra, đặt lên bên trên đỉnh đầu của Kỷ Nhiễm Lai. Lướt nhẹ qua trên không trung. Giống như ma thuật, tay của Lý Dục Thần lướt xuống, vết máu trên người Kỷ Nhiễm Lai liền biến mất, vết thương trên da cũng liền lại. Bác sĩ nhìn mà trố mắt há hốc miệng,
đúng là không tin nổi vào mắt mình. Việc này hoàn toàn lật đổ thế giới quan của ông ta. Ngay cả chữ Phượng Toàn bên cạnh, mặc dù đã từng chứng kiến sư thần kỳ của Lý Dục Thần, cũng vô cùng chấn kinh. Có châm không? Lý Dục Thần cười hỏi. Có, bác sĩ vội gật đầu, kích động quay người đi ra. Chỉ lúc sau đã cầm đến dụng cụ châm cứu, Lý Dục Thần lấy châm ra, cắm mấy châm lên người. Kỷ Nhiễm Lai, truyền chân khí vào đó, rất nhanh đã loại trừ được yêu khí trong cơ thể, hồi phục kinh mạch và ngũ tạng bị tổn thương. Sau đó lấy ra một viên thuốc, nhét vào trong miệng của Kỷ Nhiễm Lai. Thương tích của đảo chủ Kỷ đã không còn đáng ngại, nghỉ ngơi một thời gian, thì có thể hồi phục, anh nói. Anh hai, chữ Phượng Toàn mừng rỡ. Kỷ Nhiễm Lai bò dậy từ trên giường, hoạt động gân cốt, ngoại trừ nội khí vẫn không thể hồi phục, thì thương tích đúng là đã khỏi, liền thấy thần kỳ, khom người nói với Lý Dục Thần ơn cứu mạng của cậu Lý, cả đời khó quên. Chữ Phượng Toàn cũng khom lưng với Lý Dục Thần, cậu Lý, lần trước ở tiền đường, tôi đã nợ cậu một cái mạng, hôm nay cậu đã cứu anh hai tôi, từ nay về sau, cái mạng của chữ Phượng Toàn tôi là của cậu, trên dưới đảo Cửu Long, nghe theo cậu điều động. Lý Dục Thần cười nói, chỉ là chữa thương thôi, hai vị đảo chủ không cần để trong lòng. Nếu cứu một mạng người thì cần người ta lấy mạng bao đáp, thì e rằng bên cạnh bác sĩ này đã có một đám người liều chết rồi. Bác sĩ vội vàng xua tay nói, hổ thẹn, y thuật của tôi không bằng một phần vạn của cậu Lý, xin cậu Lý đừng chê cười. Ngoài miệng thì nói như vậy, trong lòng lại có mấy phần thiện cảm với Lý Dục Thần. Chữ Phượng Toàn và Kỷ Nhiễm Lai cũng bật cười. Lý Dục Thần hỏi, Kỷ đảo chủ, không biết lần này gặp, phải yêu quái biển gì? Đúng thế, anh hai, chẳng phải nói mấy con tàu đông doanh sao, sao lại gặp phải yêu quái biển, chữ Phượng Toàn nói. Vẻ mặt Kỷ Nhiễm Lai khế biến sắc, e rằng chuyện này có điều kỳ lạ, chúng ta đừng nói ở đây, về Lầu Quan Hải vừa uống trà vừa nói. Lầu Quan Hải là biện pháp hỗ trợ của khu khai thác Bắc đảo, chuyên dùng để tiếp khách quý, bình thường không mở với bên ngoài. Chỉ có đảo chủ và mấy nhân viên quản lý cấp cao có quyền sử dụng. Lầu được xây giữa núi, dựa vào lan can nhìn ra xa biển hàng vạn dặm, có thể nhìn xa hết mức tầm nhìn. Ngồi ở đó uống trà, đúng là có phần thư thái. Nhưng lúc này, Kỷ Nhiễm Lai không có nhiều tâm trang, vẻ mặt đầy lo lắng. Yêu quái biển hơi giống hình người, nhưng chắc chắn không phải người. Tốc độ của nó cực nhanh, sức mạnh cực lớn, ngụp lặn trong nước không hề có tiếng động. Tôi và nó giao đấu rất lâu, cuối cùng không phải là đối thủ của nớ. Liệu có phải là giao nhân không? Lý Dục Thần nói. Sao giao nhân, người thuồng luồng? Kỷ Nhiễm Lai lắc đầu, không chắc chắn, tôi cũng từng nghe về truyền thuyết giao nhân, nhưng tôi chưa từng gặp. Lý Dục Thần nói, giao nhân có đuôi. Kỷ Nhiễm Lai nghĩ một lúc nói, hình như không cớ. Lý Dục Thần cũng không nghĩ ra, trong biển còn có yêu quái gì trông giống con người. Trừ phi là biến hình thành người. Nhưng yêu quái hoang dã không truy cầu biến hóa, không giống yêu quái trong nhân gian, hơi có thể biến hóa được là muốn biến thành người. Nếu đã đến cảnh giới biến hình, tự khắc hóa thành hình người, thì Kỷ Nhiễm Lai không thể nào sống sót quay về. Chữ Phượng Toàn nói, khu vực gần biển chúng tôi đã thái bình bao nhiêu năm nay, sao bỗng nhiên xuất hiện yêu quái biển chứ? Liệu có phải người đông doanh cố ý dụ đến không? Không loại trừ khả năng này. Kỷ Nhiễm Lai nói, nhưng những người đông doanh đó cũng đều chết hết, lần này có lẽ chỉ có một mình tôi sống quay về. Cũng may mắn có cậu Lý ở đây, nếu không tôi cũng chết chắc rồi. Lúc này, chị Mai đột nhiên hỏi, Kỷ đảo chủ, tổng cộng có mấy con yêu quái biển? Chữ Phượng Toàn kinh ngạc nói, chẳng lẽ không phải một con? Kỷ Nhiễm Lai nói, lúc tôi đấu với một con trong đó, trên tàu khác cũng vang lên tiếng kêu thảm thiết, cho nên ít nhất có hai con. Chị Mai lại hỏi, ngoại trừ người tìm được thi thể về, trên đảo còn mất tích mấy người? Còn có ba người, chữ Phượng Toàn nói xong liền ngẩn người, quay sang nhìn nhau với Kỷ Nhiễm Lai, nói là. Lý Dục Thần không thể không thừa nhận, chị Mai thực sự rất thông minh. Bà ta vừa hỏi có mấy con yêu quái biển, Lý Dục Thần liền biết bà ta muốn nói gì. Chị Mai chỉ là một người bình thường từng luyện võ, trước hôm qua, chưa từng tiếp xúc với tu hành. Chưa từng gặp phải yêu quái, càng chưa từng quen biết Thái Dương Thánh Giáo, không biết thủ đoạn của họ. Nhưng cô ta lại có thể liên tưởng hai chuyện với nhau. Lời nhắc nhở của chị Mai khiến toàn thân Kỷ Nhiễm Lai và chữ Phượng Toàn dựng tóc gáy. Không,
không thể nào chứ. Tốt nhất là không phải, chị Mai nói, nhưng tôi không nghĩ ra, một người đã giết người, tại sao phải xử lý thi thể thành như vậy rồi đặt lên biển. Nó rất giống một kiểu nghi thức, mà nghi thức này có mục đích, ví dụ như hiến tế, ví dụ như sống L. Lời của chị Mai, lại liên tưởng đến cảnh tượng lúc ngư dân phát hiện thi thể cô gái đó trên biển, có cảm giác lạnh sống lưng. Chữ Phượng Toàn nổi giận nói, nếu thực sự là vậy, thì đúng là đám điên cuồng bệnh hoạn. Chém trăm ngàn đao cũng không quái họ lại có mặt mũi đến đàm phán với chúng ta, muốn chúng ta thả người. Tôi thấy, bắt toàn bộ mấy tên quỷ Tây đó lại. Kỷ Nhiễm Lai hỏi chữ Phượng Toàn đã xảy ra chuyện gì. Chữ Phượng Toàn nói lại một lượt chuyện hôm nay có người Tây đến đàm phán, lấy lý do tự do tín ngưỡng, lại dùng các thủ đoạn rút đầu tư, cắt đứt thương mại, phong tỏa bến cảng để uy hiếp, muốn họ thả người ra. Kỷ Nhiễm Lai nói, chú ba, chú làm đúng lắm. Bất kể chuyện yêu quái biển có liên quan đến họ hay không, giết người đền mạng, dêm phải bị xét xử công khai, phải cho tất cả dân đảo và khách buôn bán thường xuyên đến một lời giải thích. Chữ Phượng Toàn nói, bây giờ chứng cứ xác thực, không cần kéo dài, tôi tính này mai sẽ xét xử công khai. Kỷ Nhiễm Lai nói, được, mời mấy người Tây đó đến nghe, xem họ nói thế nào. Rồi lại nói với Lý Dục Thần, nếu cậu Lý có hứng, ngày mai không ngại cũng đến góp vui. Lý Dục Thần vốn định làm xong việc rồi đi, nhưng sự việc liên quan đến Thái Dương Thánh Giáo, lại xảy ra chuyện yêu quái biển, anh quyết định ở lại xem sao. Hơn nữa rất thích cách làm việc của hai vị đảo chủ và cả người dân chất phác trên đảo, nếu có thể giúp được, thì giúp họ một tay. Liên nhìn sang chị Mai. Chị Mai cười nói, tôi thì không sao, nước biển ở đây sạch hơn thành phố Dũng nhiều, ở lại một hai ngày ngắm phong cảnh cũng rất được. Thấy chị Mai vui vẻ đồng ý, đương nhiên Lý Dục Thần cũng đồng ý. Hai vị đảo chủ vô cùng vui mừng, liền cho người sắp xếp chỗ ở cho họ. Lý Dục Thần lấy Hỏa Long Châu ra nói, hôm nay tôi đến có hai chuyện, chuyện thứ nhất là trả đồ cho chủ cũ. Đây là Hỏa Long Châu, tôi đã hứa với chữ đảo chủ, sẽ trả lại đảo Cửu Long. Đặt viên chân châu lên bàn. Nhưng có điều tôi muốn nói dỡ, Lý Dục Thần bổ sung nói, Hỏa Long Châu không phải do chúng tôi ăn trộm, chuyện này là hiểu lầm. Kỷ Nhiễm Lai cười nói, đồ đã được trả về, ai lấy cũng không sao. Lý Dục Thần lại nói, không. Chuyện này phải nói rõ. Không thể vì tôi trả lại, thì NOI ăn trộm. Còn về ai ăn trộm, tôi cũng không muốn nói thêm. Tóm lại người đó đã bị tôi giết rồi. Bây giờ chết không đối chứng, nếu các, ông nhất định cho rằng là tôi ăn trộm, tôi cũng không giải thích nữa. Lý Dục Thần không nhắc Liễu Kim Sinh, là vì nguyên nhân kết quả sự việc này hơi phức tạp, phải nói rõ thì sẽ liên quan đến chị Mai, anh không muốn để chị Mai khó xử. Cũng không muốn để bà ta buồn vì chuyện quá khứ. Ngoài ra, tổ tiên nhà họ Liễu có công với bách tính xã tắc, cũng coi như cho họ thể diện. Còn về người khác có hiểu lầm không, ví dụ như nói không phải anh ăn trộm tại sao anh lại mang trả, anh không lo sợ, cũng không để ý. Nếu ai vị đảo chủ thực sự nghĩ như vậy, thì cho thấy mình đã đánh giá cao hai người, để lại Hỏa Long Châu, quay đầu đi là được. Chị Mai hiểu ý của Lý Dục Thần, cảm kích nhìn anh một cái. Kỷ Nhiễm Lai nói, Kỷ Mỗ có ngốc đi nữa, cũng sẽ không cho rằng là cậu Lý ăn trộm. Hỏa Long Châu có ý nghĩa và tác dụng đặc biệt đối với đảo Cửu Long chúng tôi, bây giờ có thể lấy về được, chúng tôi cảm kích còn không hết, đâu thể suy đoán bừa. Chữ Phượng Toàn cũng nói, đúng thế, sau khi đại hội võ lâm kết thúc, tôi về nói, anh hai đã nói, chắc chắn không phải là cậu Lý ăn trộm Hỏa Long Châu. Ồ, Kỷ đảo chủ chưa từng gặp tôi. Tại sao lại chắc chắn như vậy, Lý Dục Thần thấy hiếu kỳ. Kỷ Nhiễm Lai cười nói, chú bà về đã kể với tôi chi tiết của đại hội võ lâm, tu vi của cậu Lý, đã gần với người trời, đâu sẽ làm chuyện trộm cắp chứ. Kẻ trộm thực sự chắc chắn sẽ không thừa nhận, càng sẽ không thể hứa đích thân mang Hỏa Long Châu đến đảo Cửu Long. Lý Dục Thần lại càng có cái nhìn khác với Kỷ Nhiễm Lai, cười ha ha, cũng không nhắc đến chuyện này nữa. Chữ Phượng Toàn hỏi, cậu Lý. Cậu vừa nói có hai chuyện, chuyện thứ hai là gì? Lý Dục Thần hỏi, chữ đảo chủ có biết nhà họ Trần ở Thân Châu không? Tôi biết, nhà họ Trần là thương gia giàu có, về mặt nghiệp vụ vận chuyển biển, cũng có chút qua lại. Nghe nói hai bên có chút mâu thuẫn. Có một chút, chủ yếu là lúc ban đầu chúng tôi khai thác đảo Cửu Long, từng mời nhà họ Trần, nhưng lúc đó họ không để ý đến chúng tôi,
không đến đầu tư, cũng không muốn hợp tác với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi đã phát triển, đương nhiên hình thành thế cạnh tranh với họ. Mâu thuẫn nghiêm trọng không? Lý Dục Thần cân nhắc lời nói, nếu có thể, tôi muốn làm thuyết khách. Chữ Phượng Toàn ngẩn người, rồi bỗng cười lớn ha ha, nói thực ra cũng không có xung đột lớn gì, họ làm vận chuyển hàng, chúng tôi làm thông tàu thuyền, vốn dĩ có thể hợp tác cùng thắng lợi. Chỉ là mọi người đều yêu thể diện, không ai chịu nhượng bộ, nên có chút mâu thuẫn. Năm ngoái nghe nói nhà họ Trần mời tông sư xuất hiện, muốn đàm phán với chúng tôi. Lúc đó chúng tôi cũng nói, tông sư gì đến cũng vô ích, đảo Cửu Long cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tông sư. Nhưng tôi không ngờ là cậu Lý Đại Tông Sư, ha ha ha. Chữ Phượng Toàn cười lớn và vang sáng, cậu Lý làm thuyết khách, thì không sao nữa. Chuyện kinh doanh, không cần anh cả anh hai tôi ra mặt, tôi có thể làm chủ. Sau này tàu thuyền của nhà họ Trần, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm khó, việc kinh doanh của nhà họ Trần, chúng tôi bật đèn xanh toàn bộ. Làm việc rất thuận lợi, Lý Dục Thần cũng rất mừng. Anh muốn giúp Trần Văn học, cho nên giúp nhà họ Trần, nhưng anh cũng không hy vọng đảo Cửu Long phải chịu thiệt, bèn nói chữ đạo chủ rộng lượng, Dục Thần khâm phục. Tôi thấy thế này đi, hai nhà các ông vẫn nên ngồi xuống nói chuyện, tốt nhất là có thể hợp tác cùng thăng lợi, đừng vì tôi mà khiến các ông phải chịu thiệt. Hai bên đều là bạn bè, tôi không thiên vị bên nào hơn. Chữ Phượng Toàn nói, như vậy là tốt nhất, vậy tôi tìm cơ hội nói chuyện với người nhà họ Trần. Vậy để tôi gọi điện cho người nhà họ Trần. Lý Dục Thần lấy điện thoại ra, mới phát hiện điện thoại ở đây không có tín hiệu. Nhìn thấy vẻ mặt nghi hoặc của anh, chữ Phượng Toàn ghé lại nhìn một cái, cười nói, hải đảo hoang vu, trước đây chỉ có thể dùng vệ tinh để gọi điện, bây giờ Bắc đảo đang khai thác, vừa mới lắp đặt cáp quang đáy biển, cũng tự xây dựng mạng dưới di động, nhưng vẫn chưa kích hoạt chuyển vùng dữ liệu cho các cậu. Cậu có thể gọi bằng điện thoại của tôi. Nói xong liền lấy điện thoại của mình ra, do dự một lúc. Nói, để tôi gọi đi, để thể hiện chút thành ý, tôi có số điện thoại của thư ký Trần Định Bang. Trần Định Bang đang ngồi trong văn phòng đọc tài liệu. Dạo này việc kinh doanh ở Thân Châu rất triển rất ổn định, đặc biệt là nhà họ Hoàng, sau khi trải qua chuyện lần trước, không chỉ không vì hôn sự của hai nhà mà trở mặt, ngược lại còn thân thiết với nhà họ Trần hơn nữa rất nhiều nghiệp vụ gần như đều ủng hộ nhà họ Trần vô điều kiện. So với sự thuận lợi của Thân Châu, thì bên phía Giang Đông không được suôn sẻ. Nhà họ Phan và nhà họ Trần đã cắt đứt qua lại, không những vậy, Phan Phượng Niên còn liên hiệp với gia tộc khác ở Giang Đông, chặn con đường phát triển của nhà họ Trần đến Giang Đông. Giang Đông là vườn hoa của Thân Châu, không có sự ủng hộ của hậu phương Giang Đông, thì rất nhiều việc làm ăn ở Thân Châu sẽ rất khó khăn. Ngay lúc ông ta đang suy nghĩ, thư ký tiến đến gõ cửa, chụm hai tay lại, nhỏ giọng nói, Tổng Giám Đốc Trần. Ông có điện thoại, là đảo Cửu Long gọi tới. Trần Định Bang sững sờ, đảo Cửu Long. Ông ta liền nhận lấy điện thoại, nhìn thấy phía trên là một chuỗi số xa lạ. Alo, ai vậy? Gia chủ nhà họ Trần sao? Tôi là chữ Phượng Toàn của đảo Cửu Long. Chữ đảo chủ, Trần Định Bang vô cùng kinh hãi. Gia chủ nhà họ Trần, quấy rầy ông rồi. Cậu Lý đang ở chỗ tôi, cậu ấy đề nghị hai nhà chúng ta hợp tác với nhau. Gia chủ nhà họ Trần có rảnh không, đến đảo Cửu Long xem cảnh biển nhé. Nếu ông không rảnh, vậy cũng chỉ có thể để hôm nào tôi đến Thân Châu thăm bến tàu sông Hoàng Phổ của ông thôi. Trần Định Bang nghe vậy, từ giật mình chuyển sang kích động hẳn lên. Cậu Lý vẫn còn ở đó chứ? Được, tôi có rảnh. Có rảnh, tôi sẽ đến ngay lập tức. Chữ Phượng Toàn cúp điện thoại, cười nói, gia chủ nhà họ Trần nói sẽ tới ngay lập tức. Nhưng mà đi tàu từ Thân Châu tới đây, nhanh nhất cũng phải đến trạng vạng tối, vừa vặn có thể ăn cơm tối. Ông ta còn nói, chờ sang năm sân bay thành của chúng tôi xây xong thì sẽ dễ dàng hơn nhiều. Kỷ Nhiễm Lai nói, nhà họ Trần là bá chủ vận chuyển đường biển, chú ba, chú phải chiêu đãi thật tốt đấy. Chữ Phượng Toàn nói, anh hai, anh yên tâm đi, nể mặt cậu Lý, em cũng sẽ không bạc đãi gia chủ nhà họ Trần đâu. Lý Dục Thần là người đề nghị, chỉ cần nói một câu đã hoàn thành xong chuyện này. Người ta nể mặt anh đương nhiên là do anh cứu người trước, nhưng anh vẫn không muốn nợ nhân tình của người ta, liền nói. Thời gian còn sớm, Kỷ đảo chủ, nếu như có thể, hãy dẫn tôi đến vùng biển xảy ra chuyện của các ông xem một chút đi. Kỷ Nhiễm Lai nói, tôi cũng đang suy nghĩ đến việc. Này,
chỉ là hải yêu kia thực sự quá mức quỷ dị nguy hiểm, sợ không phải là thứ mà sức người có khả năng thắng được. Chúng ta có cần chuẩn bị đầy đủ rồi hẳng đi hay không? Trong lòng Kỷ Nhiễm Lai còn sợ hãi, mặc dù biết Lý Dục Thần rất lợi hại, nhưng dù sao ở biển rộng mênh mông, võ công có cao thế nào cũng rất khó ngăn cản quái vật trong biển. Lý Dục Thần nói, không cần, ông chỉ cần dẫn tôi đi là được rồi. Hoặc là ông nói cho tôi vị trí, tự tôi đi. Kỷ Nhiễm Lai nhíu mày, suy nghĩ một lát. Ông ta vốn nghĩ rằng sẽ bế quan khóa đảo, chờ anh cả Lục Kính Sơn xuất quan rồi tính sau. Nhưng nếu như thế thì đúng là đả kích chí mạng với thương nghiệp, các khách thương cũng sẽ tránh đi vùng biển này, từ đây sẽ không còn tàu thuyền qua lại, thành tựu mà đảo Cửu Long vất vả lắm mới lấy được cũng sẽ thành công cốc. Bây giờ Lý Dục Thần chủ động nói muốn xem, đây cũng là một cơ hội. Kỷ Nhiễm Lai suy nghĩ liên tục, nói, được, tôi sẽ dẫn cậu đi, nhưng mà vẫn phải chuẩn bị một chút. Chú ba, chú bảo đội tuần tra biển chuẩn bị hai con tàu tốt nhất chờ ở cảng, anh và cậu Lý sẽ ra biển một chuyến. Chữ Phượng Toàn nói, em cũng đi. Kỷ Nhiễm Lai nói, chú ở lại trên đảo, để đề phòng chuyện không hay, vẫn nên phong tỏa bến cảng và bến ảo trước đi, cấm chỉ tất cả tàu thuyền ra biển. Lý do thì chú cứ tùy tiện bịa ra một cái. Chữ Phượng Toàn đành phải đáp ứng, sau đó rời đi chuẩn bị. Rất nhanh đã chuẩn bị xong tàu, Kỷ Nhiễm Lai dẫn Lý Dục Thần đi ra bến cảng. Lý Dục Thần nói với chị Mai, chị đi nghỉ trước đi, chờ tôi trở về. Chị Mai biết mình đi theo cũng vô dụng, liền dặn dò, vậy cậu cẩn thận một chút, lại nháy mắt với anh mấy cái, yêu kiều cười một tiếng, tiên nhân cũng không phải vạn năng, đánh không lại thì chạy, nếu cậu chết ở trên biển, chị đây cũng chỉ có thể nhảy xuống biển tuẫn tình vì cậu thôi. Chị Mai luôn luôn biết trêu chọc người ta như thế. Khó trách ông chủ Vương và sư phụ Vinh đều si mê bà một a. Lý Dục Thần bĩu môi, nói chị, vậy chị sẽ không có cơ hội đâu. Nếu tôi rơi xuống biển, Đông Hải Long Vương còn muốn mời tôi đến Thủy Tỉnh Cung làm khách. Không chết được đâu. Chị Mai cười mắng, thằng nhóc thối, biết cậu lợi hại rồi, nhưng cũng không thể khoác lác như thế được. Được rồi, chị sẽ không nhảy xuống biển vì cậu đâu, yên tâm đi. Tàu ra khỏi biển, lái về hướng Đông Bắc. Hai chiếc tàu tuần tra này được chế tạo đặc biệt, thân tàu được bọc thép, còn được trang bị hai nòng pháo và súng máy hai đầu, tương tự với rất nhiều con ảo tuần phòng trên biển của các quốc gia nhỏ. Đảo Cửu Long có thể dựng lên một đội tuần tra biển như vậy cũng không đơn giản. Tàu lái ra ngoài khoảng 50 hải lý, Kỷ Nhiễm Lai chỉ về đằng trước nói chính là chỗ này. Trên mặt biển đung đưa, cái gì cũng không có. Mấy con tàu bị hải yêu tập kích cũng không biết trôi đến chỗ nào rồi. Lý Dục Thần đưa thần thức ra khắp mặt biển để tìm kiếm yêu khí. Những chỗ hải yêu ẩn hiện chắc chắn sẽ có yêu khí, chỉ cần đuổi theo yêu khí sẽ có thể tìm ra hải yêu. Mặc dù nước biển chuyển động, bất kỳ cái gì bao gồm cả mùi đều sẽ di chuyển đi theo luồng sóng, nhưng nước biển chảy lại phân theo từng tầng, phía trên nhìn như sóng cả mãnh liệt, phía dưới mặt biển lại rất yên bình. Mà hải yêu sẽ không chỉ hoạt động ở mặt biển, nhất định ở sâu trong biển cũng sẽ có mùi của bọn chúng. Con tàu bắt đầu di chuyển lòng vòng quanh vùng biển này. Lý Dục Thần đưa thần thức xâm nhập xuống dưới mặt biển, tìm kiếm như radar quét sóng. Rất nhanh, anh đã phát hiện ra một chút yêu khí nhàn nhạt. Lái về hướng bên kia đi, Lý Dục Thần đưa tay chỉ về một hướng, nói. Kỷ Nhiễm Lai liền ra lệnh cho thuyền viên, để bọn họ lái theo hướng Lý Dục Thần chỉ. Khi con tàu di chuyển về phía trước, yêu khí dưới mặt nước cũng dần trở nên nồng nặc hơn. Lý Dục Thần không ngừng chỉ hướng, con tàu cũng không ngừng rẽ trái rẽ phải. Bỗng nhiên, Lý Dục Thần lớn tiếng nói, đi về phía đó, tăng tốc. Dùng tốc độ nhanh nhất. Thủy thủ nghe được lời anh nói liền tăng tốc độ lái tàu lên mức nhanh nhất. Tiếng motor vang lên ầm ầm, đầu tàu rẽ sóng đi về phía trước, để lại hai dải trắng thật dài ở đằng sau. Lý Dục Thần chăm chú nhìn về phía trước mặt nước. Kỷ Nhiễm Lai cũng vô cùng khẩn trương. Trong tay đã cầm chặt con dao mà ông ta mang tới. Đúng lúc này, phía trước mặt biển bỗng nhiên nổi lên một đóa bọt nước, một hình bóng xuất hiện trong nước, giống một con cá đang nhanh chóng chuyển động trong biển. Kỷ Nhiễm Lai hạ lệnh, nã pháo. Thủy thủ liền điều chỉnh hỏa pháo trên tàu, bắn một phát ầm ầm vào trong biển. Một cột nước màu trắng phóng lên tận trời, bọt nước văng khắp nơi. Mà cùng lúc đó, Lý Dục Thần cũng đã từ trên tàu bay ra ngoài như một mũi tên. Phi hành sát mặt biển,
xuyên qua sóng biển bị đạn pháo kích thích. Đợi sóng biển rơi xuống, mặt biển khôi phục lại bình tĩnh, Lý Dục Thần đã sớm biến mất trong tầm mắt. Kỷ Nhiễm Lai dụi mắt một cái, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, thân tàu đột nhiên lắc lư. Một thủy thủ kinh hô lên. Kỷ Nhiễm Lai nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh mạn tàu có một thứ đen xì nhô lên, giống như là đầu người, bị mái tóc rối bởi ướt đẫm bao trùm lấy. Là Hải Yêu. Kỷ Nhiễm Lai đã từng gặp rồi, đương nhiên là nhận ra được. Trong lòng ông ta giật mình, đang muốn ra tay. Vật kia đã bay lên, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, duỗi tứ chỉ ra trên không trung, như một con rơi to lớn nhào về phía một thủy thủ trong đó. Với tốc độ này, Kỷ Nhiễm Lai căn bản không kịp ra ai cứu giúp. Mà cho dù ông ta đứng gần đó, kịp thời ra tay, ông ta cũng biết mình không cứu được, bởi vì ông ta đã từng đánh nhau với thứ này rồi, nó đau thương bất nhập, lực lượng tốc độ cũng đều cực kỳ kinh người. Ngay lúc ông ta cho rằng thủy thủ sẽ chết, một kiếm khí màu đen từ mặt biển đằng xa bay tới. Lúc nó mới xuất hiện chỉ là một bóng đen, bỗng nhiên trong không khí trên mặt biển lại hiện ra sát khí nồng đậm, bầu không khí thoáng đãng dường như bị đông cứng, động tác của Hải Yêu có vẻ cũng trở nên chậm chạp. Hải Yêu vặn vẹo cái đầu đen xì trên không trung, dường như đang nhìn về phía mặt biển. Lúc này, khí đen đã lao tới ngay ngực nó. Một âm thanh vang lên. Hải Yêu đã bị đóng định chặt trên tấm sắt bọc quanh tàu, trước ngực cầm một thanh kiếm toàn thân màu đen. Mà cùng lúc đó, một bóng người cũng bay nhanh sát mặt biển tới. Chớp mắt đã đi lên trên tàu. Lý Dục Thần đứng vững trên boong tàu, ầm một tiếng, ném một thứ trong tay lên trên boong tàu. Đám người đều nhìn về hướng boong tàu, lập tức vô cùng sợ hãi. Chỉ thấy thứ đang giãy giụa trên boong tàu có hình người, mái tóc dài bù xù ẩm ướt phủ lên mặt. Tứ chỉ và thân thể không khác gì con người, chỉ là mặt ngoài thân thể được bao trùm bởi một tầng dịch nhờn giống cá nheo. Xuyên qua dịch nhờn có thể trông thấy da của nó, bộ ngực nở nang, hiển nhiên là có đặc điểm của nữ giới. Mà bụng của nó có sợi dây thò ra, nối liền từ bụng cho. Đến trước ngực, rất giống vết sẹo giải phẫu được khâu lại ại bị rạch ra, nhìn qua còn tưởng rằng là một con rết to lớn đang nằm sấp. Hải Yêu giấy giụa thân thể. Giống như một con cóc được bọc trong chất lỏng xinh xệch mọc ra đầu người. Nhìn thấy một vật như thế, các thủy thủ đều bị dọa sợ. Ngay cả Kỷ Nhiễm Lai cũng hãi hùng khiếp vía. Lúc ông ta mới đánh nhau với Hải Yêu, bởi vì tốc độ quá nhanh nên căn bản không thấy rõ bộ dáng của nó, chẳng qua là cảm thấy có chút giống người. Bây giờ nhìn thấy rõ ràng, chỉ cảm thấy buồn nôn, sau đó là có mấy phần sợ hãi. Cũng may Hải Yêu giống như bị lực lượng vô hình gì đó giam cầm lại, giấy giụa trong lớp màng dịch nhờn kia mà không có cách nào công kích. Mái tóc bù xù ẩm ướt phủ lên mặt, từ trong khe hở của mái tóc, mọi người có thể trông thấy ánh mắt hung ác của nó. Mà ở trên tấm thép bao quanh tàu còn một con Hải Yêu nữa bị đóng đỉnh trên đó, trước ngực cắm một thanh kiếm màu đen. Lý Dục Thần vẫy tay một cái, kiếm huyền minh bay. Ngược về vèo một tiếng. Hóa thành một điểm sáng màu đen rồi biến mất ở trong tay anh. Thi thể của Hải Yêu chậm rãi trượt xuống khỏi pháo đài. Lúc trượt xuống một nửa, mái tóc bị vướng vào thứ gì đó trên boong tàu, toàn bộ thân thể liền dính ở đó lắc lư. Mọi người đều nhìn thấy rõ ràng, con Hải Yêu này gần như giống với con còn sống dưới đất, trên thân trắng nõn là được bao phủ bởi một tầng dịch nhờn, phần bụng hở ra như cóc, ở giữa có một đường chỉ khâu lại cực kỳ bắt mắt, giống con rết nằm ở trước ngực. Bởi vì mái tóc đã bị vướng nên mặt của con Hải Yêu này đã lộ ra, có thể thấy rõ ngũ quan của nó, chính là dáng vẻ của người, chỉ là làn da vô cùng tái nhợt, không có một chút hồng hào nào, cộng thêm lúc này đã chết rồi, đôi mắt trợn trắng lên như cá chết, nhìn vô cùng đáng sợ. Có một thủy thủ to gan giống như phát hiện ra cái gì, cẩn thận tới gần một chút xem xét tỉ mỉ, sau đó kinh ngạc kêu lên cái này. Đây không phải A Mỹ sao? Tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi. Mới ùa lên nhìn. À, thật sự là A Mỹ. A Mỹ là một cô gái trên đảo, bởi vì dáng dấp đẹp mắt, rất nhiều người ở trên đảo đều biết cô. Mấy tháng trước, cô ấy bỗng nhiên mất tích. Lúc ấy có rất nhiều suy đoán, còn có người nói cô ấy đã bỏ trốn cùng khách thương nào đó rồi. Cho tới bây giờ, chỉ có một số người biết chuyện về. James, Kỷ Nhiễm Lai nhìn thấy mặt của A Mỹ, tâm trạng lập tức trầm xuống. Ông ta biết suy đoán của Nhất Chỉ Mai đã thành sự thật, đây là chuyện mà bọn họ không hy vọng nhìn thấy nhất.
cho dù là giao yêu thật hay là yêu quái nào khác do người Đông Doanh dẫn tới, ông ta đều có thể tiếp nhận. Nhưng ông ta không thể nào tiếp thu được chuyện người trên đảo biến thành yêu quái. Đảo Cửu Long năm lẻ loi ở ngoài biển, trên không có nhiều người, phát triển cho tới hôm nay rất không dễ dàng. Những cư dân trên đảo này cũng giống như con cháu ông ta vậy. Bây giờ trơ mắt nhìn thấy con cháu mình biến thành yêu quái, bảo ông ta có thể chấp nhận được như thế nào. Mà nghĩ tới những đau khổ trước khi đứa nhỏ này biến thành yêu quái phải trải qua, trong lòng Kỷ Nhiễm Lai càng thêm khó chịu. Ông ta đi đến trước mặt con hải yêu còn sống kia, lại nhìn Lý Dục Thần một chút, thấy anh không tỏ vẻ phản đối liền ngồi xổm xuống, dùng tay vén tóc hải yêu lên. Hải yêu nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt cực kỳ hung ác. Nhưng ông ta vẫn dựa vào khuôn mặt, ngũ quan kia để thấy được một chút quen thuộc. Là Nhã Nhã. Lại có một thủy thủ nhận ra được, đây chính là một cô gái khác bị mất tích. Kỷ Nhiễm Lai nhìn Lý Dục Thần, trong đôi mắt mang theo vẻ cầu khẩn, nói cậu Lý thần thông quảng đại, xin cậu hãy cứu đứa nhỏ này. Lý Dục Thần không nói gì, chỉ vào thi thể hải yêu khác, nói ông nhìn nó một chút đi. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy thi thể hải yêu kia lộ ra ngoài dưới ánh mặt trời, nước đọng trên người đang nhanh chóng bốc hơi, tầng dịch nhờn kia cũng biến thành khô ráo, không còn ẩm ướt như trước nữa, mà cái bụng vốn đang phồng lên của nó lại đang nhanh chóng bành trướng, giống như có người bơm hơi vào bên trong, vết sẹo giống con rết kéo. Dài từ bụng đến trước ngực càng thêm chói mắt đáng sợ. Bỗng nhiên, phịch một tiếng, vết sẹo này bị mở bung ra, toàn bộ lồng ngực và ổ bụng của nó cũng bị mở ra, bên trong tràn đầy chất lỏng màu xanh sền sệt không biết tên, chảy ra ỏng ọc, lúc chảy tới bong tàu liền bốc lên một làn khói xanh. Trong không khí tràn đầy mùi khét lẹt khó ngửi. Đợi đến khi sương mù tan hết, trên bong tàu rộng lớn đã trở nên bữa bãi. Mà ổ bụng cùng trong lồng ngực của hải yêu lại giống tuếch, không có bất kỳ nội tạng gì. Lần này liền từ một con bụng phệ biến thành một con cóc mất nội tạng gầy ong teo. Một màn này quả thực quá kinh khủng và buồn nôn, cộng thêm thứ mùi gay mũi kia, mấy thủy thủ đều không nhịn được nôn mửa liên tục. Hiển nhiên Kỷ Nhiễm Lai đã hiểu ý của Lý Dục Thần, những cô bé này đã bị lấy hết toàn bộ nội tạng, không có khả năng sống lại. Trước đó cô gái bị ngư dân phát hiện ở trên biển chỉ là còn chưa kịp hoàn thành quá trình ma pháp yêu hóa cuối cùng. So sánh ra thì cô gái đó còn tính là may mắn. Hải yêu trên bong tàu bắt đầu vặn vẹo, nhìn qua có vẻ vừa hung ác, vừa đau đớn. Lý Dục Thần đứng từ xa điểm lên người cô gái mấy lần, hải yêu bình tĩnh lại, chậm rãi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Trạng vạng tối, Trần Định Bang đi tới đảo Cửu Long. Kỷ Nhiễm Lai và chữ Phượng Toàn đều nhiệt tình tiếp. Đãi, Lý Dục Thần và chị Mai cũng ở đó tiếp khách. Nhưng bởi vì chuyện hải yêu mà tâm trạng của mọi người đều có chút sa sút, cho nên trong bữa tiệc cũng không có nói đến chuyện cụ thể gì. Chữ Phượng Toàn sợ Trần Định Bang tức giận, liền nói rõ với ông ta tình huống. Vị tam đảo chủ này có vẻ vô cùng tín nhiệm gia chủ nhà họ Trần ở Thân Châu, không biết là tính cách của ông ta vốn là như thế, hay là bởi vì Lý Dục Thần, ông ta chẳng những nói ra, hơn nữa còn muốn mời Trần Định Bang ngày mai cùng tham gia xét xử. Trần Định Bang vui vẻ đồng ý. Ông ta rất coi trọng việc hợp tác với đảo Cửu Long, mà càng bởi vì Lý Dục Thần, ông ta tin tưởng, lần hợp tác này sẽ còn to lớn hơn ông ta tưởng tượng. Nhưng mà ông ta cũng không nghĩ tới lần này tới đây ngoại trừ nói chuyện làm ăn, còn có thể được chứng kiến một vụ việc khác, lại bất ngờ được tham gia xét xử. Vụ xét xử được cử hành ngay trên đảo Cửu Long, chính là quảng trường trước tòa nhà chính quyền thị trấn mà Lý Dục Thần và chị Mai đã từng tới. Trên quảng trường được dựng lên một cái đài, trên đài đặt mấy cái bàn cho quan tòa ngồi. Dưới đài xếp mấy hàng ghế ngay ngắn, những người quản lý đảo, khách quý đến tham dự và gia đình người bị hại đều ngồi ở chỗ đó. Lý Dục Thần, chị Mai và Trần Định Bang cũng ngồi ở trong đó, còn có mấy người Tây Dương đến đàm phán muốn đảo Cửu Long thả dêm. Trên quảng trường đứng đầy người, đều là dân cư trên đảo Cửu Long. Bởi vì đằng sau không nhìn thấy, thậm chí có một số người còn leo lên cây và trên nóc nhà. Buổi xét xử bắt đầu. Dêm bị dẫn lên bục. Đây là một người đàn ông trung niên với bộ tóc xoăn màu vàng, khoảng hơn 40 tuổi, mặc âu phục, dáng người cao gầy, trên sống mũi còn đeo một cặp kính, nhìn qua có vẻ khá ôn tồn lễ độ. Chỉ nhìn dáng vẻ thì tuyệt đối khó mà nghĩ tới một tên sát nhân liên hoàn. Thẩm phán tuyên đọc một chút lý do xét xử, sau đó đưa ra những sự thật và chứng cứ đã nắm giữ. Rất nhiều người còn không biết chuyện này,
cho dù lúc trước có biết cũng không biết cụ thể như thế nào, khi dân cư trên đảo biết những cô gái mất tích đều bị James sát hại thì vô cùng giận dữ. Đến khi bọn họ biết được hành vi tàn nhẫn mổ bụng lấy nội tạng của James thì càng giận dữ không kìm chế được, nếu không phải trên đảo đã sớm chuẩn bị, phái người duy trì trật tự, mà lại hai vị đảo chủ đều ở đây, chỉ sợ bọn họ đã xông lên xé xác James rồi. Trong quá trình thẩm phán tuyên đọc chứng cứ, từ đầu đến cuối James đều không nói một lời, cho dù thẩm phán có hỏi ông ta cũng không trả lời, chỉ trầm mặc đứng đó. Sau khi thẩm phán nói xong, hỏi, James, ông còn muốn nói điều gì nữa không? Nếu như ông tiếp tục trầm mặc, có nghĩa là ông nhận tội. James vẫn không nói gì. Trên chỗ ngồi phía dưới có một người Tây Dương đứng lên, nói tôi là luật sư bào chữa của ông ta, xin cho phép tôi lên đài biện hộ. Thẩm phán nhìn về phía hai vị đảo chủ. Kỷ Nhiễm Lai và chữ Phượng Toàn đồng thời gật đầu. Cho phép biện hộ là nguyên tắc xét xử, cho dù bọn họ có căm hận James như thế nào thì cũng không thể thay đổi được điều này. Thẩm phán nói, ông có thể lên đài biện hộ, nhưng tôi nhất định phải nhắc nhở ông, nơi này là đảo Cửu Long, ông chỉ có thể dựa theo quy tắc của chúng tôi để biện hộ, đừng lấy hệ thống luật pháp và từ ngữ của phương Tây các ông làm chúng tôi buồn nôn. Luật sư bào chữa lên đài, bắt đầu biện hộ cho James. Đầu tiên, mọi người phải hiểu, đây không phải giết người, đây là một loại nghi thức tôn giáo. Các cô ấy đều là tự nguyện, điểm này đều đã được ghi chép lại rất rõ ràng trong quá trình James truyền đạo cho bọn họ. Ông ta xuất ra một cái ổ cứng, đây là James thu hình lại lúc làm lễ thanh tẩy cho bọn họ, bên trong ghi chép rõ ràng những cô gái kia đều tự nguyện được thần ban ân, tiếp nhận tất cả mọi chuyện. James làm với bọn họ. Thẩm phán tiếp nhận ổ cứng, cho người mang cái tỉ vi màn hình lớn trong đại sảnh tầng một tòa nhà chính quyền thị trấn ra ngoài, kết nối với đầu đọc thiết bị, sau khi cắm ổ cứng vào liền bắt đầu phát ra. Quả nhiên, bên trong xuất hiện hình ảnh một cô gái đang quỳ gối trước mặt. James. Trong màn hình truyền ra giọng nói của James, cô có nguyện ý đi theo ý chỉ của thần, vĩnh viễn tắm rửa dưới mặt trời huy hoàng không? Tôi nguyện ý, cô gái nói. Cô có nguyện ý vì ánh sáng vĩnh hằng, để thái dương thiêu đốt thân thể của mình, xua đuổi bóng tối đi không? Tôi nguyện ý. Cô có thể vì lý tưởng đó mà kính dâng ra tất cả của mình, bao gồm cả cơ thể của cô, linh hồn của cô, thậm chí sinh mệnh của cô không? Tôi nguyện ý. Ông ta lại hỏi thêm rất nhiều câu kiểu như thế, cô gái vẫn luôn nói ba chữ tôi nguyện ý. Người không biết còn tưởng rằng là đang tham gia hôn lễ mà không phải một buổi xét xử. Sau khi nói ra rất nhiều câu tôi nguyện ý, James lấy ra một cái thánh giá chữ thập, quơ quơ trên người cô gái, giống như đang dùng một cái kính lúp quan sát tỉ vết trên người cô để xác định xem có phù hợp hay không vậy. Sau khi lắc lư một lát, James liền nói. Tiếp theo. Trước khi cô chính thức trở thành con gái của mặt trời, tôi sẽ tiến hành lễ tẩy rửa cho cô, rửa sạch dơ bẩn trên người cô, để cô từ nay về sau sẽ vĩnh viễn rời khỏi bụi bẩn trần gian, đi nhận lấy ánh sáng thánh khiết của thần. Tôi sẽ cắm tín ngưỡng của cô vào trong linh hồn cô, giống như tất cả những gì cô vừa cam kết. Con gái của tôi phải nói cho cô biết điều này, nếu có một ngày cô làm mất đi tín ngưỡng của mình, cô làm mất đi tình yêu của thần, linh hồn thánh khiết của cô cũng sẽ sụp đổ theo. Vĩnh viễn rơi vào bên trong hắc ám. Tôi hỏi cô một lần cuối cùng, cô có hối hận không? Tôi không hối hận. Tôi sẽ dùng thân thể thánh khiết đã được thần ban cho trước kia để giao hợp với cô, để cô tắm rửa trong bể tình thần thánh. Sau đó, tôi sẽ bịt kín đôi mắt cô, xé mở cơ thể cô, lấy trái tim, lá gan và thận của cô ra, gột rửa thân thể tội ác của cô, lại đặt cô phiêu lưu theo sóng rên biển. Nếu như cô hoàn thành thử thách, khi mặt trời lên, sẽ có người lấy bịt mắt của cô xuống, cô sẽ thu hoạch được sự sống mơ trong ánh nắng đầu tiên của bình minh. Khuôn mặt người dâng lên từ trong âm u, mây ngữ sắc bay khắp bầu trời, đón ánh lửa của người, nhân gian vô cùng hân hoan. Người khiến trời sao phải thối lui, người khiến mặt đất tràn ngập ánh sáng, người là vua của chúng thần, đón ánh lửa của người, chúng con đi về hướng sự sống vĩnh hằng. Trong video, James bắt đầu hát bài thơ ca ca ngợi. Cô gái quỳ gối trước mặt ông ta ngẩng mặt lên nhìn ông ta, cũng hát theo, trên mặt tràn đầy vẻ thần thánh hạnh phúc. Một màn này kết thúc, video tiến vào màn tiếp theo, vẫn là cảnh tượng giống nhau, lời lẽ giống nhau, chỉ là thay đổi thành một cô gái khác. Đám người trên quảng trường đều trầm mặc. Đám dân chúng thuần phát chưa bao giờ được chứng kiến loại chuyện này, được nghe mấy lời này. Bọn họ không biết làm thế nào,
không biết nên đối mặt như thế nào. Các thế hệ người sinh hoạt ở trên biển đều tin vào thần. Bọn họ tin tưởng nếu như không có thần bảo hộ, không ai có thể sống sót trên đại dương bao la hung ác. Ở trong lòng của bọn họ, thần đều là thiện lương, tốt đẹp. Mặc dù trực giác nói cho bọn họ, James và điều ông ta làm có vấn đề, nhưng bọn họ rất khó dùng tri thức và lý trí có hạn của mình để phản bác. Nhìn thấy chưa, luật sư bào chữa cong khóe miệng tươi cười đắc ý, các cô ấy đều tự nguyện. Cô gái mà mấy người nói tới chỉ là bởi vì không có thông qua thử thách của thần nên mới không thể thu hoạch được sự sống mới vào lúc bình minh, cho nên cô ta đã chết rồi, nhưng thần vẫn trả lại thân thể cho cô ta, để cô ta về nhà. Nếu không mấy người cho rằng một thi thể phiêu lưu ở trên biển, sao lại được mấy người phát hiện rồi mang về? Nói có vẻ rất có lý. Luật sư bào chữa càng thêm đắc ý, cho nên, đây chỉ là nghi thức tôn giáo, không phải mưu sát. Ở trước kia, người phương Đông ngu muội mấy người thường xuyên ném đồng nam đồng nữ vào biển để lấy được niềm vui của thần linh. Nhưng đó không phải thần linh, đó là yêu ma, bởi vì những đồng nam đồng nữ kia không có một ai là tự nguyện. Không tự nguyện tức là tội, mà những cô gái được dêm điểm hóa đều là tự nguyện. Tự nguyện tiếp nhận lễ tẩy ra, sao có thể tính là mưu sát chứ? Lý do thoái thác này đặt ở một quốc gia bình thường hay trong xã hội phát triển, đương nhiên sẽ không có ý nghĩa gì, nhưng ở một hòn đảo không có hệ thống pháp luật hoàn thiện, toàn dựa vào ý dân để xét xử thì rất có sức mạnh. Ngay lúc mọi người đang trầm mặc, James đang đắc ý, chợt nghe thấy một giọng nói. Như vậy, mấy cô gái bị mất thích kia thì sao? Là thần quên trả lại thi thể sao? Người mở miệng là chị Mai. Chị Mai rất tức giận, vô cùng tức giận. Là đạo tặc Lan Môn nổi tiếng, có chuyện gì mà bà ta chưa từng trải qua. Thế nhưng chưa bao giờ có chuyện nào khiến bà ta tức giận như vậy, tức đến nỗi sắp nổ cả phổi. Đây mới thật sự là ác ma giết người. Bọn họ, luật sư bào chữa mỉm cười, đương nhiên là đã thu hoạch được sự sống mới, biến thành con gái của mặt trời, vĩnh viễn tắm trong ánh sáng thần thánh ở thế giới của thần rồi. Thật sao, tam đảo chủ chữ Phượng Toàn lạnh lùng nói, là giống như cô ấy sao? Ông ta đưa tay chỉ vào một góc quảng trường. Đám người tách ra, có người đẩy một chiếc xe tới, trên xe đặt một cái chiếc lồng, bên trong lồng giam giữ một thứ tóc tai bù xù, toàn thân dinh dính. Vật kia nằm ở trong lồng, cái bụng phình lên, rất giống một con cóc mọc ra đầu người. Luật sư bào chữa thay đổi sắc mặt. Dân chúng trên đảo nhìn thấy thứ này đều không hiểu, không biết đây là vật gì. Chữ Phượng Toàn đứng lên, chỉ vào người bên trong lồng, nói các vị phụ lão. Mọi người hãy mở to hai mắt ra nhìn xem cô ấy là ai. Không biết có một trận gió bay đến từ nơi nào, vừa vặn thổi mái tóc của người trong lồng lên. Lúc này mọi người mới thấy rõ ràng, hóa ra đây là một người, không khỏi hít một hơi lạnh. Có người tinh mắt kinh ngạc kêu lên, cô ấy là Nhã Nhã. Được người đó nhắc nhở như vậy, rất nhiều người đều nhận ra. Bố mẹ Nhã Nhã đều xông lên, bổ nhào vào trước chiếc lồng. Đau lòng kêu gào, Nhã Nhã. Nhã Nhã. Lại quay người quỳ xuống với chữ Phượng Toàn, khẩn cầu nói, tam đảo chủ, sao con gái của tôi lại thành như vậy? Tam đảo chủ, ông nhất định phải cứu con bé. Chữ Phượng Toàn đỡ bọn họ dậy, trên mặt hiện ra vẻ buồn bã, nói, hai vị, nén bi thương đi, Nhã Nhã đã chết, chính là bị bọn họ hại. Ông ta đưa tay chỉ vào James và luật sư bào chữa, đây chính là con gái mặt trời mà mấy người nói sao? Đây chính là tắm rửa trong ánh sáng huy hoàng của thần. Không, đây là địa ngục, mấy người đúng là ma quỷ. Hại người ta thành ra như vậy mà còn ở nơi này rảo biện. Lấy danh nghĩa của thần để dụ dỗ phụ nữ đàng hoàng, sau đó giết, mổ bụng khoét tim, bỏ bọn họ lại trên biển, lấy tà thuật để thi thể hóa yêu, biến thành dáng vẻ người không ra người quỷ không ra quỷ này. Loại ác ma đó, nếu hôm nay thả ông ta rời đi, đảo Cửu Long còn không bằng chìm xuống luôn cho rồi. Không thể thả ông ta đi. Báo thù cho Nhã Nhã. Giết người thì đền mạng. Ném ông ta xuống biển. Đúng, ném xuống biển. 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 Các cư dân trên đảo đồng loạt hô to, cơn giận lên thẳng mây xanh. Dìm xuống biển là một kiểu hình phạt cổ xưa của riêng đảo Cửu Long, cũng là hình phạt nghiêm khắc nhất. Đảo Cửu Long trôi nổi ngoài biển. Dân biển sinh sống nhờ vào biển, họ tin rằng, trong biển có thần linh. Họ cũng tin, trong biển có ác ma. Kẻ ác,
đương nhiên cần ác ma trừng phạt. James bị phán dìm xuống biển. Trước mặt chứng cứ đanh thép và ý dân dâng trào, người biện hộ không tiếp tục biện hộ nữa, lặng lẽ đi xuống. James vẫn im lặng, và không vì bị phán tử hình mà tỏ ra sợ hãi. Hắn ta ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngước về phía ánh mặt trời chói lọi, trên khuôn mặt bình tĩnh còn có chút khinh thường, trong ánh mắt lại tràn đầy hào quang rực lửa. Vẻ lạnh nhạt thờ ơ với tính mạng khiến các dân đảo càng thêm tức giận. Người biện hộ đi xuống, thì thầm nói mấy câu với mấy người Tây Dương, họ đứng lên rời khỏi quảng trường. Trông có vẻ giống như muốn chuồn đi, nhưng Lý Dục Thần biết, mấy người này sẽ không từ bỏ như vậy. Anh lại nhìn sang James trên bục. Người này chắc chắn không đơn giản, nếu không Thái Dương Thánh Giáo sẽ không tốn nhiều công sức, cử người đến đàm phán. Ngoài ra, đảo Cửu Long là hòn đảo nhỏ, tại sao họ muốn đến đây truyền giáo, biến những cô gái đó thành yêu quái biển, họ có mục đích gì? Đều là điều đáng nghi ngờ. Chỉ là muốn giải được những nghi ngờ này cũng không dễ dàng. Giáo đồ của Thái Dương Thánh Giáo đều được cấy thuật tín ngưỡng vào linh hồn, một khi có ý nghĩ phản bội, tín ngưỡng sẽ tan vỡ, linh hồn cũng sẽ hủy diệt theo. Cho nên họ mãi mãi sẽ không nói ra bí mật của giáo hội. Sau khi xét xử công khai kết thúc, James bị áp giải đến nơi hành hình bên biển. Đó là một nơi giống như bến tài, có một cây cầu trải dài ra mặt biển. Có một con tài đỗ ở tận cuối cây cầu, trên bong tàu đặt một cái lồng sắt. James bị áp giải lên tàu, nhốt vào trong lồng sắt, và dùng xích sắt khóa chặt chân và tay của hắn ta. Sau đó, người hành hình tuyên đọc một đoạn lời thề và tội trạng của James, đó là sự tôn trọng với thần biển. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, lồng sắt được đẩy từ trên bong tàu xuống. Rào một tiếng, bọt nước bắn lên. Khoảnh khắc cuối cùng bị nước biển nhấn chìm, trên khuôn mặt của James hiện lên nụ cười. Hắn ta vẫn bình tĩnh như vậy, gọn gàng sạch sẽ như vậy, thậm chí ngay cả kính mắt trên sống mũi cũng không rơi xuống. Dân đảo đứng vây xem trên bờ phát ra tiếng hoan hô reo hò và tiếng chửi rủa, nhìn ác ma dìm xuống biển, oán giận trong lòng họ được trút hết ra. Trên nóc cái lồng nối với một dây neo thô to, cùng với cái lồng dần chìm xuống, dây xích sắt ma sát mặt sàn trên tàu, phát ra âm thanh nhức tai. Mọi người nhìn dây neo chìm vào trong nước từng chút, cho đến bị kéo thẳng căng. Theo quy tắc dìm xuống biển, sau một ngày một đêm, họ sẽ kéo cái lồng lên khỏi biển. Nếu lúc này, người trong cái lồng vẫn chưa chết, thì cho thấy thần biển che chở, không cho người đó chết. Bất luận hắn ta phạm tội ác tày trời thế nào, dân đảo cũng sẽ không truy cứu. Thậm chí sẽ đối xử với hắn như một vị thần. Đương nhiên, chuyện này không thể nào xảy ra. Ít nhất là cho đến nay, ở đảo Cửu Long chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Cho nên mọi người đều cảm thấy James sẽ chết chắc. Chỉ có Lý Dục Thần cau mày. Anh không tin James sẽ chết dễ dàng như vậy, đám người Tây đó đã bỏ bao nhiêu công sức, cuối cùng từ bỏ quá dễ dàng. Anh cứ cảm thấy đã bỏ qua điều gì. Khu biển này có lẽ được chọn đặc biệt dùng để dìm xuống biển, rất sâu, nước biển đã ngăn cách thần thức của anh, khiến anh không thể nhìn thấy tình hình dưới đáy biển. Lý Dục Thần cũng không định can dự vào quá trình nghi lễ thiêng liêng này, lặng lẽ đứng bên bờ nhìn từ xa. Dân đảo hồi lâu cũng không chịu rời đi, cho đến khi mặt trời lên quá đỉnh đầu của họ, bắt đầu trượt về hướng Tây. Chữ Phượng Toàn quay người giơ hai tay, hô nói với dân đảo, các hương thân, ác ma đã đền tội, mọi người về đi. Các dân đảo như tỉnh từ trong mộng, đang định giải tán, bỗng nhìn thấy một người phụ nữ loạng choạng xông ra, quỳ xuống trước Kỷ Nghiễm Lai và chữ Phượng Toàn, cầu xin nói, đảo chủ, xin cứu con gái tôi đi. Thì ra là mẹ của Nhã Nhã đã biến thành yêu quái biển. Mọi người mới nhớ ra, tuy James bị chìm xuống biển, nhưng Nhã Nhã biến thành yêu quái thì vẫn còn ở đó. Kỷ Nghiễm Lai nói, đó không phải là Nhã Nhã đã chết rồi, chúng tôi cũng đã báo thù cho Nhã Nhã, bà bớt đau buồn đi. Người phụ nữ không chịu đứng lên, khóc lóc nói, rõ ràng con gái tôi còn ở đó, nó còn cử động, làm sao chết được. Hu hu hu, Kỷ đảo chủ. Chữ đảo chủ, hai người là nhân vật lớn, hai người chắc chắn có cách cứu nó. Ánh mắt cầu xin của bà ta bất lực và đáng thương như vậy, lại cũng tràn đầy hy vọng như vậy. Là đảo chủ, Kỷ Nghiễm Lai và chữ Phượng Toàn biết, dân trên đảo vô cùng tin tưởng họ, coi họ là hóa thân của thần tiên. Nhưng bây giờ, ngay cả cứu một cô gái vô tội cũng không làm được. Họ chỉ đành nhìn sang Lý Dục Thần. Ngay cả chị Mai,
lúc này cũng nhìn sang anh bằng ánh mắt gần như cầu xin. Lý Dục Thần khẽ lắc đầu. Không phải anh không muốn cứu người, mà thực sự đã không cứu được nữa. Nhã Nhã đã chết từ lâu, đã chết từ lúc rạch bụng. Linh hồn của cô ta sớm đã không còn, bây giờ trong cơ thể cô ta chỉ còn một luồng tà linh. Bây giờ, thậm chí cô ta còn không tính được là yêu quái. Cô ta chỉ là một công cụ của ác ma không có linh hồn thôi. Kỷ Nhiễm Lai thở dài một tiếng, dìu người phụ nữ lên, nói cô ấy là con gái của biển, chúng tôi đã dùng nghi lễ thần thánh nhất của đảo Cửu Long, đưa cô ấy đến chỗ thần biển. Ông ta đỡ người phụ nữ, về đến trấn. Nhìn thấy yêu quái biển còn đang nhúc nhích, mẹ của Nhã Nhã lại òa khóc. Là Nhã Nhã, rõ ràng là Nhã Nhã mà, sao lại không phải chứ? Rõ ràng nó đang cử động, rõ ràng đang sống mà. Các ông đừng đụng vào nó, hay là, cho tôi nuôi nó đi. Bà ta lao đến Nhã Nhã, bất chấp mùi khó ngửi và dính nhấp trên người yêu quái biển, dùng thân mình che cho cô ta, chỉ sợ cô ta bị làm hại. Lúc nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lý Dục Thần như đông cứng lại, nghĩ đến mẹ của mình. Có lẽ tất cả các bà mẹ trong thiên hạ đều như vậy. Bất luận con cái làm sai việc gì, bất luận con cái trở nên như thế nào, họ đều không hề ngần ngại dang rộng đôi tay, dùng cơ thể yếu đuối của mình để bảo vệ họ. Cho tôi nuôi nó đi, tôi bảo đảm, sẽ không gây rắc rối cho mọi người, người phụ nữ vẫn cố hết sức. Kỷ Nhiễm Lai rất khó xử, chỉ đành nhìn sang Lý Dục Thần. Ông ta cũng không dám chắc chắn, có thể nuôi được con yêu quái này không. Lý Dục Thần thở dài một hơi, vẽ bùa trên hư không ngoài cơ thể của yêu quái biển. Từng bùa chú màu vàng kim như tinh linh lấp lánh vụt lên tắt xuống trên cơ thể của yêu quái biển. Yêu quái biển run lên như co giật. Người phụ nữ sợ hãi, Nhã Nhã, Nhã Nhã, con sao thế? Con gái, con làm sao thế? Lý Dục Thần đi đến gần, đưa ngón tay ra, mau chóng điểm lên cơ thể của yêu quái biển, mỗi lần điểm xuống, thì có một đường chân khí chui vào trong cơ thể của nó. Cuối cùng, anh đưa ngón tay lướt nhẹ từ dưới lên trên lên vết sẹo như con rết trên phần bụng của cô ta. Phần bụng trướng lên của yêu quái biển xẹp xuống như quả bóng lọt khí, vết sẹo đó cũng biến mất theo. Lý Dục Thần thu tay lại, lùi hai bước, rồi nhẹ nhàng vung tay, nổi lên một trận gió. Lớp dính nhấp và chất dịch ướt át, mùi tanh cũng bay theo gió. Không còn chất nhầy, không còn mùi hôi khó ngửi, không có vết sẹo đáng sợ, cái bụng trướng to cũng xẹp xuống. Đầu tóc rối loạn cũng được gió thổi mềm mượt, ngoại trừ làn da trắng bệch không có huyết sắc, cô ta lại hồi phục dáng vẻ thiếu nữ. Một chiếc váy bay đến, phủ lên người của Nhã Nhã. Lý Dục Thần quay đầu nhìn, lại thấy chị Mai cởi áo khoác của mình. Người phụ nữ thụp một cái quỳ xuống trước Lý Dục Thần, ân nhân. Cảm ơn ân nhân. Lý Dục Thần vội đỡ người phụ nữ lên, nói tôi chỉ có thể làm được thế này thôi. Cô ấy không phải sống lại. Vì cô ấy không còn linh hồn. Cô ấy không biết nói, không có suy nghĩ, cũng không cần ăn cơm. Bà muốn nuôi một người sống như đã chết như này không? Muốn, tôi muốn, nó là con gái tôi. Cảm ơn. Người phụ nữ nói xong, lại quỳ xuống dập đầu với Lý Dục Thần, sau khi bị ngăn lại, liền lao đến, ôm lấy Nhã Nhã, khóc cười nói. Nhã Nhã, mẹ là mẹ đây, Nhã Nhã, sau này mẹ nuôi con, giống như hồi nhỏ. Được không, Nhã Nhã? Theo truyền thống của đảo Cửu Long, sau một ngày đêm, chiếc lồng sắt chìm xuống biển được vớt lên với sự chỉ thị của thần biển. Đương nhiên thực tế không cần đợi đủ 24 tiếng, ngày hôm sau, trời vừa sáng, dân đảo đã tập trung bên biển. Chữ Phượng Toàn đưa mấy người dân đảo đại lên trên cây cầu. Mặt trời nhô lên từ trên mặt biển phía đông, biển và bầu trời phía xa đỏ rực như lửa cháy. Ánh nắng chiếu đến. Để lại cái bóng dài của họ trên cầu. Người hành hình đang đợi ở tận cuối cây cầu. Chữ Phượng Toàn vỗ vai của anh ta, hỏi thế nào, tối qua không có chuyện gì chứ? Không xa ơ, người hành hình tự tin nói, mấy anh em vẫn luôn trông coi ở đây, chưa từng chợp mắt. Chữ Phượng Toàn gật đầu, nói, vậy vớt lồng lên đi. Người hành hình đáp một tiếng, nhảy lên boong tàu, cùng với thuyền viên khuấy đầy thừng trên tàu, kéo dây. Neo lên từng chút. Dây neo ma sát với boong tàu, âm thanh lại khác hoàn toàn với lúc dìm xuống hôm qua. Khi dìm xuống thì sảng khoái, kéo lên thì nặng nề và nhức tai. Không biết tại sao, trong lòng mọi người thấp thỏm, dường như chỉ sợ vớt lên cái lồng trống không.
vẻ ung dung của Dêm trước khi chìm xuống biển khiến chữ Phượng Toàn có chút lo lắng. Cho nên họ đã cử thêm người trông coi dây neo trên tàu. Một đêm sóng yên biển lặng, không xảy ra chuyện gì. Bây giờ, chỉ cần kéo lồng lên, có lẽ có thể nhìn thấy thi thể của Dêm. Rất nhanh, tiếng ma sát giữa dây neo và bong tài bị từng trận tiếng nước rào rào cắt ngang. Chiếc lồng được kéo từ trong nước biển lên. Chữ Phượng Toàn thở nhẹ nhõm. Dêm ở trong lồng sắt, hai đầu gối quỳ, cong lưng, cúi đầu, không biết có phải hắn ta thành kính hám hối với tư thế này trước khi chết không, hay là bị nước biển đông cứng thành như vậy. Ngọn lửa bên chân trời rực cháy, cả biển lớn dường như đang bùng cháy. Lúc này, chuyện kỳ lạ xảy ra. Dêm trong lồng lại cử động. Hắn ta chậm rãi ngẩng đầu, thẳng sống lưng. Chữ Phượng Toàn nhìn thấy hắn ta ở nụ cười. Chiếc kính gọng đen của hắn ta vẫn còn trên sống mũi, xuyên qua mắt kính, có thể nhìn thấy ánh mắt hừng hực có hồn của hắn ta. Tê bộ tóc ướt sũng cũng không khiến hắn ta trông nhếch nhác, ngược lại càng thêm phóng khoáng tự nhiên. 10 ngón tay của hắn đan vào nhau nắm trước, ngực. Chữ Phượng Toàn sợ giật mình. Làm sao có thể, làm sao có thể. Một người, chìm xuống đáy biển một ngày đêm, bất luận thế nào cũng không sống nổi. Dây neo này được thiết kế dài thêm chuyên dùng để dìm xuống biển. Trong biển sâu lạnh giá như vậy, cho dù cao thủ tông sư cũng không trụ được bao lâu, không thể nào một ngày đêm mà vẫn sống, trừ phi hắn ta không phải là người. Dêm chậm rãi đứng lên. Trên chân tay của hắn ta vẫn trói xích sát, leng keng vang lên cùng với hành động của hắn ta. Người bên bờ trố mắt há hốc miệng nhìn cảnh này. Mọi người không dám tin, trong cuộc đời mình lại thực sự nhìn thấy người bị dìm xuống biển mà không chết. Cho thấy, người này đã được thần biển che chở, thần biển không cho hắn ta chết. Nếu thần biển đã không cho hắn ta chết, đương nhiên người dân của đảo Cửu Long cũng sẽ không có lý do làm khó hắn ta. Chấm, Dêm thả lỏng đôi tay, thập tự giá trượt xuống từ trong lòng bàn ta hắn ta, đung đưa trước ngực hắn ta. Hắn ta cười tủm tỉm nhìn chữ Phượng Toàn, chữ đảo chủ, bây giờ, có thể thả tôi rồi phải không? Chữ Phượng Toàn rất không muốn, nhưng theo quy tắc của đảo Cửu Long, ông ta không có lý do không thả hắn ta. Ông ta vung tay. Người hành hình tiến lên, mở khóa của cái lồng, rồi giúp. Dêm mở xích sắt trên chân tay. Dêm chui ra khỏi lòng sắt, ngẩng đầu đứng trên bong tàu. Mặt trời phía đông xua tan dáng mây. Ánh nắng chiếu lên bộ vest ướt sũng của hắn ta, bắn ngược ra ánh lấp lánh. Nhìn từ xa, thực sự giống như một vị thần. Các dân đảo im lặng. Hôm qua, họ còn kích động tức giận xét xử tên ra vẻ đạo mạo trước mặt này, tuyên bố hắn ta là ác ma giết người, nhấn chìm hắn ta xuống biển. Nhã Nhã đáng thương vừa được mẹ của cô ta đưa về, nuôi dưỡng như người thực vật. Thi thể của A Mỹ còn đang nằm trong bệnh viện của đảo, vốn định hôm nay sau khi chắc chắn. Dêm chết, rồi tiến hành mai táng. Nhưng bây giờ, Dêm lại không chết, sống sờ sờ đi ra từ trong chiếc lồng sắt chìm dưới biển một đêm. Giờ bảo họ phải làm thế nào? Gần trăm năm nay chưa từng thấy chuyện như này. Dêm nói với chữ Phượng Toàn, cảm ơn, trọng điệu nho nhã ôn tồn, vẻ mặt kiêu ngạo. Chữ Phượng Toàn cất giọng hận thù, đừng đắc ý, nước biển không nhấn chìm ốc chết, tôi vẫn có thể giết ông, báo thù cho các cô gái trên đảo. Chấm, Dêm tỏ vẻ mặt khinh thường, cười n sao tôi không chết không? Tại sao? Vì phán quyết của các người là sai lầm, thần không muốn cho tôi chết, chỉ ý của thần đã cho thấy tất cả. Tôi không giết người, ngược lại, tôi đang cứu vớt bọn họ. Ăn nói bừa bãi, chữ Phượng Toàn tức giận nói. Nhưng ông ta biết, trong lòng những người dân đảo, trên bờ chắc chắn đã lung lay. Theo quy tắc đảo Cửu Long các người. Người bị dìm xuống biển mà không chết là người được thần che chở, các người cũng không thể giết tôi, cũng không có tư cách xét xử tôi, là vậy phải không? Dêm đắc ý nói. Trong lòng chữ Phượng Toàn vô cùng ấm ức, hận không thể tát một phát cho tên người Tây này thành bánh thịt. Nhưng ông ta không thể làm vậy. Đúng như, Dêm nói, dìm xuống biển mà không chết là người được thần linh che chở, người trên đảo không có quyền xử lý hẳn ta. Đây là quy tắc của tổ tông truyền lại. Ông ta không thể giết. Dêm, nếu không, chính là bất kính với thần, bất kính với tổ tông. Dêm chìm dưới biển một ngày một đêm mà không chết, thực sự vượt người dự liệu của mọi người, không phải ý chỉ của thần, còn có cách giải thích nào đây? Thậm chí chữ Phượng Toàn thà rằng, Dêm bỏ chạy, vớt lên một cái lồng không,
cũng còn tốt hơn bây giờ. Không còn gì ấm ức hơn. Chấm, Dêm bật cười. Các người không những không thể xử lý tôi, các người còn phải tôn kính tôi như một vị thần. Người chìm xuống biển mà không chết, chính là đại diện của thần, hóa thân của thần. Các người phải đối xử cung phụng tôi như cung phụng thần. Đây cũng là quy tắc của đảo Cửu Long, tôi nói đúng không? Hắn ta nói không lớn, nhưng rõ ràng truyền đến tất cả mọi người trên bờ đều nghe thấy. Mọi người đều im lặng. Chỉ có tiếng sóng biển đập nhẹ lên đá vụn đang vang vọng trong gió biển sáng sớm. Không ai biết tiếp theo phải làm thế nào. Nhã Nhã, A Mỹ, A Lệ Tháp. Đó là những cô gái đẹp nhất trên đảo, đều là con gái nhà người ta, từng khuôn mặt hoạt bát còn sống trong lòng mọi người. Họ bị lăng nhục, bị giết hại, bị rạch bụng moi tim, vứt lên biển. Tội của Dêm làm sao có thể tha được. Nhưng hắn ta đã bị xét xử, đã bị nhấn chìm xuống biển một ngày một đêm. Thần linh che chở cho hắn ta, quy tắc của tổ tiên bảo vệ hắn ta. Các dân đảo cũng không làm gì được hắn ta. Chấm, Dêm có thể tiếp tục ở lại trên đảo, hiên ngang đỉ lại trong thành phố, còn người trên đảo, còn phải cung phụng hắn a như vị thần. Dêm từ bong tàu đi lên cây cầu, đón mặt trời phía đông, hát lên lời ca tụng. Khuôn mặt của ăn từ bóng tối dâng lên, dáng mây phủ khắp bầu trời, đón ngọn lửa của bạn, thế gian vui mừng. Bạn khiến sao sáng ẩn lui, bạn khiến đại địa sáng bừng, bạn là vua của chúng thần, đón ngọn lửa của bạn, chúng ta đi về hướng bất tử. Trong lời hát cầu nguyện của hắn ta, một vầng mặt trời lơn nhô lên trên biển. Mọi người phát hiện, mặt trời này, hình như còn to hơn bình thường rất nhiều. Còn, Dêm, trong ánh huy hoàng của mặt trời, tạo ra một bóng cắt. Xung quanh bóng cắt màu đen là một vòng ánh sáng màu vàng thần thánh. Đúng lúc này, bỗng nghe một giọng nói vang lên. Tôi không phải là người của đảo Cửu Long, không cần quan tâm đến quy tắc của đảo Cửu Long, tôi có thể giết anh. Lý Dục Thần đi ra khỏi đám đông trên bờ biển, chậm rãi đi lên cầu. Chấm, Dêm nghe thấy tiếng nói liền ngừng hát cầu nguyện, quay người lại. Hai người đứng đối diện nhau, một cây cầu trải dài ngăn cách ở giữa. Người trên bờ biển bị ánh nắng mặt trời khổng lồ trên biển làm chói mắt khó chịu, không nhịn được nheo mắt lại. Đa số bọn họ đều không quen biết Lý Dục Thần, chỉ thấy là người lạ, nói không phải là người của đảo Cửu Long, thì khách đến từ đâu? Một kẻ ác ma bị dìm xuống biến, được thần thánh che chở, sống quay về. Một người từ vùng khác đến, nói muốn giết người đại diện của thần thánh sống quay về này. Dân trên đảo, có người vỗ tay hô tốt, có người lẩm bẩm trong lòng. Trong ánh mặt trời chói mắt, họ chỉ nhìn thấy hai bóng dáng màu đen và màu vàng, nhất thời không thể phân biệt được ai là ác ma, ai là sứ giả của thần thánh. Ngược lại là người trên con tàu hành hình, nhìn từ hướng đó, nhìn thấy ánh năng chiếu trực diện vào Lý Dục Thần, cả người sáng rực và chính khí. Chữ Phượng Toàn mừng thầm trong lòng, người của đảo Cửu Long không thể làm hỏng quy tắc của Tổ Tông, nhưng Lý Dục Thần không cần phải tuân thủ. Anh đứng ra, lần này, Dêm chết chắc rồi. Đương nhiên, trong lòng ông ta cũng vẫn nghỉ hoặc, rốt cuộc. Dêm làm sao sống được, chẳng lẽ thực sự là thần biển che chở, không cho hẳn ta chết. Chấm, Dêm cũng nhìn trực diện Lý Dục Thần. Đây là khuôn mặt lạ, hắn ta chưa từng gặp. Hắn ta hiếu kỳ hỏi, anh là ai? Người đến giết anh, Lý Dục Thần thản nhiên nói. Dêm giơ tay dùng ngón tay khẽ đẩy kính trên sống mũi, trông vẫn nho nhã, thanh lịch như vậy. Tôi là người được thần chọn. Anh xem, tôi bị nhấn chìm xuống biển một ngày một đêm mà cũng không chết, hắn ta nói. Thế thì đã làm sao? Anh không thể giết hại một người được thần chọn, thần sẽ không vui. Thế thì đã làm sao? Chấm, Dêm ngẩn người một lúc, hiển nhiên không ngờ tên đối diện lại lặp lại cùng một câu, mà câu này rất có trọng lượng, khiến hắn ta không thể không đáp lại. Nếu thần không vui, sẽ cho lửa thiêu cháy nhân gian sẽ biến thành địa ngục. Hắn ta nói rất lớn tiếng, hiển nhiên là muốn cho dân đảo trên bờ đều nghe thấy. Quả nhiên các dân đảo đều sợ hãi. Lý Dục Thần cười lạnh lùng nói, ha ha, vậy thì thần cũng xấu tính quá, thần xấu tính như vậy, không thờ phụng cũng được. Dêm lắc đầu, mở rộng hai cánh tay hô lớn, thần à, xin tha thứ cho sự ngu dốt của anh ta. Thần nhìn anh ta đi, đang thương biết bao. Ánh mắt trời liền trở nên càng chói mắt trong tiếng hô của hắn ta. Ánh mắt của Lý Dục Thần nhìn vượt qua, Dêm, nhìn lên biển xa xôi. Chấm,
Dêm tháo thập tự giá trước ngực xuống, giơ cao lên đỉnh đầu. Từ xa nhìn đến, vầng mặt trời đó ở bên trên thập tự giá, giống như hắn ta dùng thập tự giá nâng cả mặt trời. Sau đó, thập tự giá của hắn ta phát ra ánh sáng dưới ánh mắt trời chiếu rọi. Tôi là con dân của thần, các người không giết chết được tôi đâu. Cùng với lời của hắn ta, ánh sáng trên thập tự giá lưu chảy, rơi xuống như thác nước, trùm lấy. Dêm. Mặt trời trên đỉnh đầu, toàn thân ánh sáng bao trùm, cảnh tượng đó, thực sự giống như thần giáng xuống. Mọi người trên bờ sao động. Có người kinh ngạc kêu lên, có người sợ hãi, thậm chí có người đã thành kính bái lạy, miệng hô tên cầu thần. Các người không giết chết được tôi đâu. Trong màn sáng vang lên giọng của Dêm. Tôi là sứ giả của thân, các người phải kính trọng tôi, yêu tôi, nghe theo hiệu lệnh của tôi. Các người phải ăn mặc chỉnh tề gọn gàng, để tâm linh sạch sẽ, đi theo bước chân của tôi. Tôi sẽ đưa các người xông phá ngăn cách của bóng tối. Ánh sáng sẽ chiếu rọi các người, rửa sạch ô uế và tội ác trên người các người, đón nhận sự cứu rỗi của thần. Giọng của hắn ta yên bình, vang vọng như vậy, trực tiếp đi vào tâm linh mọi người. Vào lúc này, trong mắt các dân đảo chỉ còn lại một vầng mặt trời khổng lồ trên bầu trời, và Dêm trong ánh hào quang chiếu rọi như vị thần. Mọi người đều quỳ xuống, thành kính cầu nguyện. Ngay cả chị Mai đứng trong đám đông cũng có cảm giác muốn đi theo. Dêm. Chỉ có Kỷ Nhiễm Lai và chữ Phượng Toàn vì có tu vi thâm sâu, thần hồn ngưng luyện, không bị ảnh hưởng. Nhưng khi họ nhìn thấy cảnh xảy ra trên người, Dêm cũng chấn hãi sâu sắc. Trong thế giới của ánh sáng này, chỉ có một mình Lý Dục Thần trên cây cầu là không ăn nhập, vẫn là một bóng đen. Dường như trước thần, anh mới là ác ma đó. Lý Dục Thần cười lạnh lùng một tiếng, tôi vẫn luôn hiếu kỳ, trên người anh không có chút tu vi nào, làm sao sống qua được một ngày một đêm dưới đáy biển. Bây giờ tôi hiểu rồi, là thập tự giá trong tay anh. Không thể o phái Tây Dương các người cũng có chút bản lĩnh, đặc biệt là thuật kêu gọi. Chỉ tiếc là, các người không phải chính đạo, còn chuyên làm việc ác với danh nghĩa của thần, còn đáng hận hơn ma đạo. Hôm nay, tôi phải thay trời hành đạo. Nói xong, lấy bàn tay làm đao, chém một cái. Không gian trên cây cầu vụt lóe, hư không nứt ra, hào quang gãy lìa. Thác nước ánh sáng trên người, Dêm lập tức bị chém đứt. Hào quang trên thập tự giá dần dần dập tắt. Dường như có sức mạnh thần bí kéo mọi người về từ trong ảo giác. Mặt trời phía xa không còn khổng lồ như vậy nữa, ánh nắng cũng không còn chói mặt, biển và bầu trời cũng quay về. Mấy con chim biển bay vút trên mặt biển, gió thổi nổi lên sóng biển khẽ đập lên những tảng đá. Chấm, Dêm mặc vest, thân hình cao đứng ở tận cuối cây cầu, giơ thập tự giá, ngây người nhìn Lý Dục Thần, trên khuôn mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Anh, làm sao anh làm được? Không, không thể nào, anh là ma quỷ. Thần à, Dêm hết sức giơ thập tự giá lên cao hơn, hô gọi nói, xin ban cho tôi ánh sáng và sức mạnh. Nhưng bất luận hắn ta hét thế nào, cầu nguyện thế nào, thập tự giá cũng không phát sáng. Chấm, Dêm nóng ruột, không ngừng đặt thập tự giá xuống rồi giơ lên. Khuỷu áo của bộ vest nứt trong lúc hạ xuống giơ lên, chiếc kính trên sống mũi cũng lệch đi. Dêm như vậy cũng không giống sứ giả của thần nữa, cũng không còn là quý ông nho nhã lịch sự nữa. Mà giống một tên hề, ở tận cuối cây cầu bên biển, nhảy điệu múa hài hước. Dân đảo trên bờ tỉnh táo lại, thấy may mắn vì vừa nãy mình không hoàn toàn mê đắm. Đương nhiên họ biết, là người vùng khác xa lạ đã giúp họ, khiến mọi người không bị ác ma lừa gạt và chìm đắm. Thế nên mọi người càng căm ghét. Dêm! Giết hắn đi, có người hét nói. Một đám người cùng hô lên theo, giết hắn đi. Trên cả đường bờ biển đều dồn dập vang lên tiếng giết hắn đi. Nghe thấy chưa, tiếng hô của mọi người, Lý Dục Thần nói. Dêm hơi tuyệt vọng, nhưng vẫn không từ bỏ, hắn ta còn muốn dùng thập tự giá để giao tiếp với thân linh của. Hắn ta. Không, đám người phương đông ngu xuẩn các người sẽ bị thần trừng phạt, tên ác ma như mày, mày không thể giết tao, thần sẽ ngăn cản mày, Ame hét lên. Lý Dục Thần vẫn làm thinh, cũng chẳng thèm nhìn hắn ta một cái, ánh mắt nhìn ra mặt biển xa xôi. Ở đó có mấy bóng đen đang lại gần. Cuối cùng, Dêm cũng từ bỏ, đau khổ buông thập tự giá. Bóng đen trên mặt biển phía xa lại gần, tiếng động. Cơ ầm ầm được gió biển thổi tới. Dêm bỗng quay đầu, nhìn thấy mấy chiếc tàu đang mau chóng đi đến, liền hưng phấn đứng lên.
đến rồi, thần của tôi đã nói mà, thần sẽ đến cứu tôi. Khuôn mặt hắn ta lại kiêu ngạo, chỉ vào Lý Dục, thần nói, tên ác ma nhà mày, thần sẽ bắt mày phải trả giá. Anh biết tại sao tôi chưa giết anh không? Lý Dục thần cười lạnh lùng nói, vì tôi đang đợi họ xuất hiện. Mở to mắt chó của anh ra mà nhìn cho kỹ, thần của anh có thể cứu anh không? Nói xong, anh đưa tay ra, nắm hờ trong hư không về phía. James dường như bị người ta bóp cổ họng, cơ thể bay lên, văng ra khỏi cây cây, lơ lửng trên biển. Hai tay hắn ta ôm chặt cổ, sợ hãi mở to đôi mắt, hai chân không ngừng giãy đạp. Thập tự giá tuột khỏi tay hắn ta, rơi xuống biển. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, cơ thể của James phập một tiếng nổ tung, giống như quả cà chua bị bóp nát, mảnh xác nát vụn dính máu rơi xuống biển, chỉ còn lại chút xương đỏ, vẫn còn trôi nổi trong gió biển. Chiếc tàu phía xa dừng lại. Hiển nhiên người trên tàu đã nhìn thấy cảnh này. Trên biển bỗng trở nên yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức gió biển cũng không thổi nữa. Nước biển biến thành một mặt gương. Yên tĩnh như vậy một lúc, mọi người bỗng nhiên phát hiện mặt trời trên biển lại trở nên sáng rực. Lúc này, mặt trời còn sáng rõ hơn cả lúc, James giơ cây thập tự giá lên. Sau đó, mọi người nhìn thấy trên tàu có một cái bóng bay lên, dang rộng đôi cánh trong mặt trời khổng lồ. Không biết tại sao, trong đầu chữ Phượng Toàn nổi lên một từ, luyến thần. Luyến thần, Seraph là một thiên thể hoặc thiên thể có nguồn gốc từ Do Thái giáo cổ đại. Thuật ngữ này đóng một vai trò trong đạo Do Thái, đạo Cơ Đốc và đạo Hồi sau này. Trên biển không có chút gió nào, mọi người trên bờ lại cảm thấy một luồng áp lực vô cùng cường mạnh từ trên biển nổi lên, khiến người ta không thở nổi. Mặt đất dưới chân dường như đang chìm xuống, dường như cả đảo Cửu Long cũng sắp chìm xuống đáy biển. Vầng mặt trời đó càng lúc càng lớn, dường như chiếm hết cả bầu trời. Chính giữa vầng mặt trời khổng lồ là một cái bóng thiên sứ giang đôi cánh. Có thần thật rồi. Gần như tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, ngoại trừ Lý Dục Thần. Mỗi một người đều có thể cảm nhận được, lần này chắc chắn không phải ảo giác. Thiên sứ thực sự mang theo cơn giận của thần, giáng xuống nhân gian. Kỷ Nhiễm Lai và chữ Phượng Toàn là cao thủ tông sư, lúc này cũng cảm nhận được áp lực vô cùng. Họ không tin thần, càng muốn tin đây là một thứ gì đó giống như võ hồn, chỉ là cường mạnh hơn rất nhiều so với võ hồn mà ông ta biết. Đặc biệt là Kỷ Nhiễm Lai, tu vi của ông ta cũng bên bờ võ hồn, nếu có cơ duyên, luyện ra võ hồn cũng là việc chỉ trong 1-2 năm. Nhưng võ hồn so với cái tên có hình như thiên sư đó, lại nhỏ bé như vậy, đến nỗi bây giờ Kỷ Nhiễm Lai nghỉ ngờ, rốt cuộc tu luyện võ hồn có ý nghĩa gì không? Chữ Phượng Toàn từng chứng kiến võ hỗn soát thể của Hà Trường Xuân và Liễu Kim Sinh, càng đã chứng kiến một đao của Lazura Kazuyoshi có thể chém chết mấy đại tông sư. Nhưng áp lực đó, so với thứ trước mặt, còn kém hơn rất nhiều. Không biết một kiếm hư không của Lý Dục Thần có thể chém chết Itazura Kazuyoshi đó, có thể phá được uy thế này không? Nghĩ đến Lý Dục Thần, trong lòng ông ta nhẹ nhõm hơn chút. Tình thế trước mắt, cũng chỉ có thể gửi gắm hết hy vọng vào Lý Dục Thần thôi. Chữ Phượng Toàn rất muốn quay đầu nhìn vẻ mặt của Lý Dục Thần để phán đoán tình hình lúc này. Nhưng ông ta bỗng phát hiện, mình hoàn toàn không thể rời ánh mắt khỏi thiên sứ trong mặt trời khổng lồ đó. Thứ đó dường như thực sự có ma lực, có thể hút linh hồn của con người. Mặt trời khổng lồ trên không trung, thiên sứ yên tĩnh lơ lửng ở đó. Bỗng nhiên, nó vung đôi cánh. Một cơn cồng phòng màu đỏ cuồn cuộn lên từ mặt biển, sóng lớn ngút trời. Mọi người mở to mắt nhìn cơn sóng lớn nổi lên trên mặt biển, trên đỉnh con sóng lại cháy lên ngọn lửa màu đỏ hừng hực. Trước đó chỉ là áp lực khó thở, bây giờ thì là nỗi sợ cái chết, dường như đã nhìn thấy thú biển gào thét, cơn giận của thần. Mọi người nghĩ đến lời của James. Nếu thần không vui, sẽ mang ngọn lửa thiêu cháy. Nhân gian sẽ biến thành địa ngục. Bây giờ, sóng thần mang theo ngọn lửa đã đến. Lý Dục Thần nhìn cái bóng thiên sứ phía xa, khẽ cau mày. Anh không ngờ, đối phương có cao thủ như vậy. Thuật pháp phương Tây, chủ yếu là dùng thần thích triệu hồi và thần giáng, tự có nguồn gốc và cao diệu của nó, nếu có thể dùng vào chính đạo, cũng tự có thể sừng sững đứng ở đạo lâm. Nhưng thuật triệu hồi này vì không đòi hỏi phải vất vả tu luyện, có được dễ dàng, phản vệ cũng lớn, cho nên rất dễ đi vào con đường tà ác, tự cho mình là thần. Thái Dương Thánh giáo này, hiển nhiên cũng như vậy.
hôm nay thiên sứ trên mặt trời này là cấp cao trong thuật triệu hồi. Đương nhiên Lý Dục Thần không sợ hắn. Nhưng chỉ là để cứu. Dêm, mà, Dêm chỉ là người truyền giáo ở đảo Cửu Long, lại điều động một cao thủ cấp thiên sứ như vậy. Rốt cuộc Thái Dương Thánh Giáo có bao nhiêu cao thủ như vậy? Họ đã muốn động vào huyền môn của Hoa Hạ, vậy thì, sẽ phái ra bao nhiêu cao thủ ở Hoa Hạ? Đối với giáo phái này, Lý Dục Thần cảm thấy hơi đau đầu. Vì giáo đồ bị cấy thuật tín ngưỡng, rất khó lấy được bí mật của họ. Còn thuật sĩ phương Tây vốn không tu luyện, chỉ dựa vào triệu hồi, không khác gì người bình thường trong đám đông, khi bọn họ ẩn nấp rất khó phát hiện ra bọn họ. Xem ra phải liên lạc với sư tỷ, không biết cô ấy có phát hiện và tiến triển gì mới ở bên bờ bên kia đại dương không? Và bây giờ đạo trưởng Kim Tam Mộc của Bạch Vân Quan thế nào rồi? Lý Dục Thần nhìn chằm chằm thiên sứ trong mặt trời khổng lồ, bên cạnh có thêm một thanh kiếm màu đen. Trên thân kiếm, kiếm khí vần quanh, thấp thoáng có chú văn lấp lánh. Sóng lớn nổi lên, ngọn lửa trên đầu sóng như đàn rắn uốn lượn, như sắp lao về phía bờ biển. Lý Dục Thần giang hai cánh tay, làm tư thế ôm hờ, đẩy về phía trước. Sóng biển nổi lên dường như đập vào bức tường vô hình, ầm ầm cuộn ngược lại, va vào con sóng tiếp theo ập đến, xông vút lên trời, hình thành con sóng lớn cao trăm mét trước bờ biển. Luyến Thần bên đó sững người lại, dường như không ngờ có người có thể ngăn cản được sóng thần do đôi cánh của cô ta kích động. Sau đó, càng vung đôi cánh mạnh hơn, cuốn lên từng trận cuồng phong liên tiếp. Lý Dục Thần ngăn một đợt sóng, đang định sử dụng kiếm khí huyền minh, bỗng nghe thấy một tiếng thét dài, từ phía nam truyền đến. Tiếng thét vang khắp chân trời, vừa thanh vừa kéo, dài. Mọi người vừa nghe tiếng thét này, bỗng cảm thấy lồng ngực căng tràn, sảng khoái dễ chịu, còn trời đất cũng rộng lớn hơn, áp lực khó thở vừa nãy lập tức biến mất. Chữ Phượng Toàn trên thuyền và Kỷ Nghiễm Lai trên bờ cùng tỏ vẻ mặt vui mừng, kinh ngạc hô lên, là đại ca. Đại ca sắp xuất quan rồi. Lý Dục Thần đang định thi triển kiếm pháp huyền minh, nghe thấy tiếng thét này, liền dừng lại, nhìn về phía nam. Tiếng thét dần dừng lại, chỉ nghe thấy trên biển truyền đến một giọng nói mênh mông. Yêu nghi phương nào, dám mạo phạm đến đông giới Côn Luân tôi. Sau đó, một luồng sáng trắng vút lên trời. Các dân đảo không biết đó là cái gì, nhưng Lý Dục Thần biết rõ, đó là một đường kiếm khí. Trong kiếm ý ngưng luyện sát khí vô cùng cường mạnh. Kiếm quang vút về phía đông, những chỗ nó đi qua, trời biển ảm đạm. Tầng mây giạt sang bên, nước biển rẽ đôi. Trong chớp mắt, kiếm khí đã vượt qua hải dương. Rộng lớn, đâm trúng thiên sứ có cánh đó, không hề giảm khí thế, đâm vào trong vầng mặt trời khổng lồ đó. Mặt trời khổng lồ ầm ầm bùng cháy, ánh lửa trải khắp bầu trời và biển lớn. Mấy con tàu khi người phương Tây đến, tất cả đều bị lửa lớn nuốt chửng. Trong mắt mọi người chỉ còn lại một vùng biển lửa. Không ai biết sâu trong biển lửa đang xảy ra chuyện gì. Bỗng nhiên, ánh lửa dường như chịu ràng buộc, bỗng tập trung lại, trong phút chốc, chìm vào trong biển. Bầu trời và biển cả trở lại như bình thường, yên tĩnh và hiền hòa, chỉ có gió biển vỗ về mặt biển, đẩy lên từng ầng gợn sóng lăn tăn. Một đường ánh sáng trắng áp sát mặt biển bay về, đến trước cây cầu thì dừng lại. Hóa thành một người đàn ông mặc áo trắng, nhẹ nhàng đáp xuống. Đại đảo chủ, là đại đạo chủ. Những người nhận ra trước kinh ngạc vui mừng hô lên. Chúc mừng đại ca xuất quan, Kỷ Nghiễm Lai và Chữ Phượng Toàn khom người mừng rỡ nói. Cung nghênh đại đảo chủ xuất quan, các dân đảo bên bờ biển đồng thanh hô nói. Lục Kính Sơn, đại đảo chủ đảo Cửu Long giống như vị vua trở về, được các con dân chào đón. Lục Kính Sơn mỉm cười, nhìn một vòng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Lý Dục Thần, hỏi, vừa nãy là cậu đã chặn cơn thủy triều cuồn cuộn của yêu nghiệt đó. Lý Dục Thần không hề né tránh ánh mắt của Lục Kính Sơn, nhìn chằm chằm ông ta, hỏi ngược lại, tôi chưa từng gặp ông, làm sao ông biết kiếm pháp vạn tiên Côn Luân? Lục Kính Sơn kinh ngạc, cậu nhận ra kiếm pháp vạn tiên ư? Lý Dục Thần nói, chỉ có người từng lên thiên đô, từng đến vạn tiên trận, từng được kiếm khi vạn tiên gột rửa. Mới có khí của vạn tiên trong kiếm ý. Tôi chưa từng gặp ông, cũng chưa từng thấy tên của ông trong danh sách đệ tử thiên đô, rốt cuộc ông là ai? Cậu đến từ thiên đô ư, Lục Kính Sơn hỏi. Lý Dục Thần gật đầu. Cậu tên là gì, môn hạ của ai? Lý Dục Thần, môn hạ Vân Dương. Lục Kính Sơn bỗng nhiên kích động, vẻ mặt biến sắc mấy lần,
dường như vô cùng xúc động, lại vừa cố gắng kiềm chế. Lý Dục Thần nhìn thấy cái tay buông lỏng của ông ta đang khẽ run lên. Với tu vi như vậy của Lục Kính Sơn, nhìn không nên có biểu hiện như vậy. Từ đường kiếm vút lên trời vừa nãy, Lý Dục Thần có thể phán đoán, Lục Kính Sơn đã đột phá tiên thiên. Là tiên thiên thực sự, chứ không phải tiên thiên của võ đạo. Trong kiếm ý của ông ta, ẩn chứa kiếm khí vạn tiên. Chỉ có đệ tử thiên đô và người chuyên tu kiếm đạo mới có. Nhưng Lý Dục Thần chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe các sư huynh đệ nhắc đến người này. Sư phụ, không, tiền bối Vân Dương Tử, ông ấy có khỏe không? Lục Kính Sơn cất giọng run run. Thay đổi cách xưng hô khiến Lý Dục Thần khẽ ngẩn người. Nhưng anh không hỏi nhiều, chỉ gật đầu nói khỏe. Khỏe, khỏe thì tốt, Lục Kính Sơn thở dài một hơi, ngước nhìn lên trời, hơi thất thần. Hồi lâu sau, ông ta mới định thần lại, nhìn sang Lý Dục Thần, mỉm cười nói. Cậu là sứ giả thiên đô, chẳng trách có thể một chiêu chặn được biển lửa sóng lớn của yêu quái biển, lần này nếu không phải có cậu ở đây, đảo Cửu Long chắc chắn sẽ gặp đại nạn. Tôi thay mặt hương thân phụ lão trên biển, cảm ơn cậu. Lý Dục Thần thản nhiên nói, không cần, thực ra trên đảo có ông, tôi vốn không cần ra tay. Lục Kính Sơn lắc đầu nói, vừa nãy tôi đang vào thời khắc quan trọng của phá quan, chỉ thiếu một chút, cho nên không thể lập tức ra tay. Tà thuật của phương Tây vô cùng khác thường, vừa nãy cậu không ra tay, hậu quả không thể lường được. Được rồi, chúng ta đừng đứng ở đây nói chuyện nữa, đợi tôi tắm rửa thay quần áo, chính thức tiếp đón sứ giả. Liền tiến lên cầm tay của Lý Dục Thần, hai người sánh vai đi từ cây cầu về, rồi về đến thị trấn với mọi người vây quanh. Kỷ Nhiễm Lai và chữ Phượng Toàn ngồi uống trà cùng Lý Dục Thần và chị Mai trong một căn nhà cổ ở trấn, đợi Lục Kính Sơn đi tắm rửa thay quần áo. Thực ra với tu vi của Lục Kính Sơn, đã đột phá tiên thiên, người không nhiễm bụi Chanapem đương nhiên không cần tắm rửa, nhưng ông ta vô cùng coi trọng việc. Lý Dục Thần đến đây, để thể hiện sự tôn trọng, kiên quyết muốn làm vậy. Chỉ lúc sau, đã nghe thấy tiếng cười vang sáng của Lục Kính Sơn, thiên thần đang ở đâu? Nghe thấy hai chữ thiên thần, chị Mai cứ cảm thấy kỳ kỳ. Tuy bà ta biết rõ là gọi Lý Dục Thần, nhưng vừa nãy nhìn thấy luyến thần của người phương Tây trên biển, khó tránh liên tưởng đến. Thực ra từ thiên sứ vốn là từ Hán ngữ, vốn chỉ thần hạ phàm, là sứ giả trên trời. Sứ giả vương triều Hoa Hạ đi ra nước khác, cũng được gọi là thiên sứ, chỉ vì Hoa Hạ là thượng quốc thiên triều. Sau này phương Tây truyền giáo, văn hóa phương Tây thịnh hành. Từ thiên sứ trở thành đặc chỉ. Giống như thượng đế, vốn chỉ thượng đế trên trời, nay lại thành từ để gọi các thần toàn trí toàn năng của giáo phái phương Tây. Thực ra trong giáo phái phương Tây không có khái niệm trời, chỉ có thần, thiên sứ, nên gọi là thần sứ. Chúng cũng không phải con người, càng không có máu thịt, chỉ là ngẫu nhiên hiện thế với hình người, giống như một loại linh yêu, hoặc là dứt khoát dịch âm thành An Kỳ Nhỉ hoặc là An Cát La, dùng để chỉ thì hợp lý hơn. Như vậy con người sẽ không lẫn lộn ý nghĩa với thiên sứ. An Kỳ Nhi An Cát La, phiên âm của từ Angela, thiên thần. Lý Dục Thần đến từ thiên đô, lại là tổ đình vạn tiên, Lục Kính Sơn gọi anh là thiên sứ, là chuyện rất bình thường. Vì chị Mai sinh ra ở thời hiện đại, không quen lắm, sau khi bà ta biết tuổi tác của Lục Kính Sơn, liền hiểu tại sao người ta gọi tự nhiên như vậy. Càng cảm thấy chút công phu đắc ý của mình quá yếu trước mặt Lục Kính Sơn. Lục Kính Sơn thay bộ quần áo trông càng trẻ hơn, tuy đã cố ý giữ vẻ trưởng thành của đàn ông trung niên, nhưng làn da trắng tỉnh, răng trắng môi đỏ, mày kiếm sắc sảo, lại trông như một mỹ nam thực sự. Ông ta gặp Lý Dục Thần, liền thu lại nụ cười, trở nên nghiêm túc, hỏi, đã là sứ giả từ thiên đô, cậu có thiên đô lệnh không? Lý Dục Thần lấy ra một tấm lệnh bài, giơ trong tay, lệnh bài bắn ra một đường sáng, xuất hiện một đao thiên phù trong hư không. Trên đó có hai chữ thiên đô. Lục Kính Sơn thấy vậy, liền phủi bụi quỳ xuống, cất giọng run run nói, đồ đệ bất hiếu Kính Sơn, bái kiến thiên sứ. Lý Dục Thần vội vàng đỡ ông ta lên, cất thiên đô lệnh đi, hỏi, đảo chủ Lục, ông thực sự là đệ tử thiên đô ư? Lục Kính Sơn thở dài một hơi, cười khổ nói, tôi là đệ tử bị vứt bỏ của thiên đô. 200 năm trước, tôi đã bái sư Vân Dương Môn, trở thành đệ tử thiên đô. Đó là vinh dự thế nào chứ? Vậy sau đó sao lại? Trăm năm trước, tôi phụng lệnh xuống núi, vào hồng trần, tìm kiếm cơ duyên đột phá.
lúc đó, thế giới hỗn loạn, chiến loạn không ngừng, nhân gian như địa ngục. Tôi hành tẩu trong nhân gian, trừng trị cái ác, phát huy cái thiện, giúp kẻ yếu trừ kẻ mạnh. Nhưng sức một mình tôi không thể thay đổi được gì. Thấy nhiều nỗi khổ người đời, tôi nảy sinh tâm ma, sát nghiệt nặng nề, cuối cùng thói quen khó sửa, rời vào ma đạo. Nói đến đây, trên khuôn mặt Lục Kính Sơn hiện lên vẻ đau khổ. Lý Dục Thần có thể hiểu được nỗi khổ của ông ta. Người tu hành không sợ gì hết, chỉ sợ nhập ma. Đặc biệt là bái dưới môn hạ vạn tiên người người ngưỡng mộ, được người ta tôn làm thiên sứ, lại không thận trọng rơi vào ma đạo, lúc đó dẫn vặt nội tâm và nỗi khổ của linh hồn, nghĩ cũng biết. Cũng may sư phụ kịp thời xuất hiện, mới không để tôi phạm sai lầm lớn hơn. Sư phụ phế đi tu vi của tôi, đuổi tôi khỏi Côn Luân. Lúc đó lòng tôi đã nguội lạnh, liền đến Biển Đông, định tìm một hòn đảo, kết thúc cuộc đời. Không ngờ, tôi bị tặc bắt được. Lục Kính Sơn tự cười chế nhạo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 34.